Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 61. Nam tử trung niên cũng cười nói. Chỉ cần ngươi thả ta, hiện tại sẽ mang ngươi đi. Mang ta đi, chờ ta thôn phệ, ta tại thả ngươi. Dương Diệp nói. Đừng có kè mặc cả, bởi vì, lúc trước là người lật lọng trước, nếu không như vậy, ta không tin tưởng ngươi. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ngươi thật thả ta. Dương Diệp nói. Lúc trước ta cũng không lật lọng nha. Tốt, ta mang ngươi đi. Nam tử trung niên nói. Dương Diệp cười cười, hắn xoay người nhìn tám thạch quan khác, nói. Còn bao nhiêu thời gian thì thứ kinh khủng trong người các ngươi chết? Nam tử trung niên nói. Ta cảm giác được chúng càng ngày càng yếu, tối đa 2 tháng là chúng sẽ biến mất. Dương Diệp nói. Nói cách khác, 2 tháng sau, các ngươi sẽ trở thành người bình thường. Nam tử trung niên nói. Có thể nói như vậy. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, vung tay phải lên, 8 tòa thạch quan bị hắn thu đi. Đương nhiên, hắn cũng không thu vào Hồng Mông Tháp, mà là thu vào trong không gian cổ sao. Hắn lúc trước muốn luyện trung niên kia thành kiếm nô, nhưng cuối cùng, hắn vẫn buông tha. Bởi vì côn trùng màu đen quá khủng bố, hắn không muốn tìm đường chết. Nhưng nếu côn trùng màu đen chết thì sao? Chỉ cần đám côn trùng màu đen chết, hắn có thể luyện những người này thành kiếm nô. Người trong tấm thạch quan, mỗi người ít nhất đều là bán thánh trung cấp. Nếu như luyện chế thành công, như vậy hắn tương đương có 9 bán thánh trung cấp, 10 bán thánh bình thường. Ngươi làm cái gì? Nam tử trung niên trầm giọng nói. Ta thấy quan tài không tồi, muốn mang đi ra ngoài tặng người, như thế nào, không thể sao? Dương Diệp nhìn nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp, hắn không nói gì. Dương Diệp tâm niệm vừa động, 4 thanh kiếm vây quanh nam tử trung niên quay lại bên cạnh hắn, sau đó nói. Hy vọng ngươi có thành ý trong giao dịch của chúng ta lần này, bằng không, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Nếu sâu lâu, loại người như ngươi, ta có thể 1 đánh 100. Nam tử trung niên nói với Dương Diệp. Dương Diệp cười khẽ, nói. Nếu như ta sống nhiều năm như ngươi, loại người như ngươi, ta liếc mắt là có thể giết. Còn nữa, đừng nói nhảm. Nếu ngươi dám động thủ, 8 người chúng ta sẽ đánh 1 mình ngươi, ngươi cảm giác mình bây giờ có thể 1 đánh thắng 8 thì cứ động thủ. Đi. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, hắn không có nói chuyện, thân thể khẽ động, hắn tiến sâu vào trong biển. Dương Diệp cũng đi theo. Càng đi sâu xuống biển, Dương Diệp cảm giác áp lực của mình càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hắn có cảm giác vài chục ngọn núi lớn đang đè lên thân mình, làm cho hắn suýt nữa không thở nổi. Nam tử trung niên đi trước hắn, đương nhiên, chung quanh nam tử trung niên còn có 7 kiếm nô bán thánh vây quanh. Nếu ngươi không kiên trì nổi, cho khôi lỗi bán thánh giúp ngươi, bằng không ngươi sẽ bị thủy áp đè chết. Nam tử trung niên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Dương Diệp, nói. Cũng đừng sợ mất mặt, theo ta được biết. Những kẻ được gọi là thiên tài tới đây tu luyện không ai có thể đi tới nơi này. Nói đến đây, đột nhiên nam tử trung niên biến sắc, lúc hắn nhìn Dương Diệp, ánh mắt biến thành ngưng trọng, nói. Ngươi lại không dùng huyền khí, chỉ dựa vào thân thể chống cự áp lực chung quanh. Dương Diệp không có trả lời người trung niên, hắn nhìn chung quanh, nói. Nơi này là nơi tu luyện thật tốt. Hắn dùng thân thể chống cự áp lực chung quanh. Sau đó hắn đã ẩn ẩn cảm giác thân thể của mình sinh ra biến hóa thật nhỏ, tuy rất nhỏ bé nhưng cũng làm hắn khiếp sợ. Bởi vì thân thể hắn lúc này đã đạt tới tình trạng khủng bố, nếu muốn tăng lên, phương thức tu luyện bình thường đều vô dụng. Mà ở chỗ này, hắn cảm giác được thân thể của mình đang tăng lên. Thân thể có thể tăng lên, kiếm ý của hắn có tăng lên hay không? Nghĩ vậy, Dương Diệp do dự, sau đó kiếm ý thập nhất trọng phóng thích ra chống cự áp lực chung quanh. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó hắn xoay người tiếp tục dẫn đường. Cứ như vậy, bọn họ đi thêm nửa canh giờ, áp lực nước càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, Dương Diệp đã bắt đầu thở hồng hộc. Trong mắt Dương Diệp lại sinh ra hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác kiếm ý của mình đã tăng lên cực hạn. Biến thái. Nam tử trung niên lúc này vô cùng khiếp sợ, bởi vì áp lực ở nơi này đã tạo thành uy hiếp lên cường giả bán thánh. Ví dụ như hiện tại, mấy khôi lỗi bán thánh chung quanh hắn hành động rất chậm chạp. Lại đi thêm 1 giờ, một tòa cung điện xuất hiện trong tầm mắt 2 người. Đột nhiên, nam tử trung niên cau mày,
hắn nhìn cửa lớn của cung điện, nói. Tiêu Giao Tử đã tới đây. Tiêu Giao Tử, cái quỷ gì? Trường kiếm thiên hạ, khó bại một lần. Một. Oanh. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng nam tử trung niên bộc phát nổ mạnh, nam tử trung niên vội vàng quay người nhìn lại, chỉ thấy nước biển chung quanh Dương Diệp lúc này bị công kích đáng sợ, nước biển không ngừng lui lại, không đến một hồi, vị trí Dương Diệp đang đứng biến thành khu vực chân không. Kiếm ý thập nhị trọng. Làm sao có thể, tại sao ngươi có thể đạt tới kiếm ý thập nhị trọng? Trong mắt nam tử trung niên mang theo thần thái không dám tin. Dương Diệp thở ra một hơi, kiếm ý hóa thành thực chất chung quanh chui vào trong người hắn. Kiếm ý biến mất, nước biển, chung quanh lại bao phủ hắn vào trong. Tuy kiếm ý tê có thể chân động ép nước biển ra chung quanh, nhưng làm như thế cực kỳ tiêu hao tâm thần, bởi vì áp lực ở nơi này quá khủng bố. Thu hồi tâm thần, trên mặt Dương Diệp lộ ra một tia hưng phấn. Kiếm ý thập nhị trọng, lại nhớ tới kiếm ý thập nhị trọng, từ giờ trở đi, kiếm ý của hắn có thể áp chế cường giả bán thánh. Ngươi làm sao có thể dễ dàng tấn thăng đến kiếm ý thập nhị trọng như thế? Nam tử trung niên lúc này vẫn còn khiếp sợ, kiếm ý đạt tới thiên giai, muốn tiếp tục tăng lên còn khó hơn lên trời. Mà người trước mắt lại tấn thăng đến thiên ghi ai nhị trọng giống như ăn cơm. Dương Diệp tự nhiên sẽ nói cho hắn biết mình đã từng đạt tới thiên giai nhị trọng, đối với người khác mà nói, có lẽ tê răng lên thiên giai nhị trọng sẽ rất khó. Nhưng hắn đã từng đạt tới thiên giai nhị trọng, tuy cảnh giới kiếm ý lúc trước giảm xuống, nhưng tâm cảnh vẫn là thiết giai nhị trọng kiếm ý, bởi vậy, sau khi gặp được cơ hội, tăng lên thiên giai nhị trọng như nước chảy thành sông. Dương Diệp vỗ vỗ ống tay áo, hắn nhìn trung niên, nói. Kiếm ý thiên giai nhị trọng, rất khó sao? Nam tử trung niên. Sau nửa ngày, nam tử trung niên đã bình tĩnh trở lại, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Nếu như ta không có đoán sai, trước kia ngươi đã đạt tới kiếm ý thiên giai nhị trọng, bởi vì nguyên nhân nào đó nên kiếm ý giảm xuống thiên giai nhất trọng, đúng không? Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới đối phương lại nhìn ra, cũng phải, đối phương đã từng là cường giả đỉnh phong, tuy thực lực giảm xuống nhưng kiến thức vẫn còn. Nhìn thấy Dương Diệp im lặng, trong nội tâm nam tử trung niên càng khiếp sợ, trẻ tuổi như vậy đã lĩnh ngộ kiếm ý thiên giai nhị trọng. Phần thiên phú này phải dùng kinh diễm để hình dung. Lúc này, Dương Diệp đi đến cổng chính của cung điện. Lúc nhìn gần, hắn mới phát hiện bên cạnh mấy chữ Tiêu Giao Tử đã đến đây, còn có hàng chữ nhỏ. Kiếm thánh ngày xưa chỉ thường thôi, trường kiếm thiên hạ, khó bại một lần, sau ngày hôm nay, không còn Tiêu Giao, thiên ngoại thiên, ta đến đây. Kiếm thánh ngày xưa, chỉ thường thôi, khó bại một lần. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nói. Khẩu khí thật lớn. Nói xong, hắn đi tới trước cánh cửa kia, nhưng khi hắn vừa đi tới bên cạnh Dương Diệp, đột nhiên mấy chữ kia bắn ra kiếm khí, tốc độ của kiếm khí cực nhanh, dùng tốc độ của nam tử trung niên. Cũng không thể né tránh, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, lực lượng khủng bố của kiếm khí đã đánh hắn lui vài trăm trượng. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, hắn kinh hãi nhìn mấy chữ nhỏ kia. Lúc này, trong mấy chữ nhỏ kia bắn ra kiếm ý ác kiệt. Nhìn không thấy nhưng hắn tại cảm nhận rõ ràng. Một đạo kiếm ý lưu lại từ vạn năm trước có thể đánh lui bán thánh trung cấp. Kiếm tông tổ sư mạnh như thế nào? Không hề nghi ngờ, vài kiếm khí kia do kiếm tông tổ sư lưu lại, đây là kiếm tông tổ sư thời kỳ đỉnh phong năm đó lưu lại. Kiếm ý này tuyệt đối không thể nào là thiên giai tam trọng kiếm ý, hắn biết kiếm ý thiên giai tam trọng rất mạnh, rất khủng bố, nhưng tuyệt đối không đạt tới trình độ như thế. Trên vạn năm không tiêu tán, còn có thể đánh bán thánh trung cấp trọng thương. Kiếm tông tổ sư năm đó mạnh bao nhiêu, mà chính mình có thể đạt tới trình độ như vậy hay không? Hắn vốn cho rằng kiếm đạo của mình còn mạnh hơn kiếm tông tổ sư năm xưa, cho rằng đối phương cùng tuổi với mình cũng không mạnh như mình, nhưng hiện tại, sự thật nói cho hắn biết, thực lực và kiếm đạo của đối phương còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Đứng trước mặt chữ, Dương Diệp im lặng hồi lâu, cuối cùng, bỗng nhiên hắn cười cười, nói. Mình cần gì mờ mịt, làm gì cảm thấy không bằng. Tường gian sống sau đè sóng trước, độ cao của tiền nhân là đế vượt qua. Hiện tại không bằng ngươi, sau này cần phải nỗ lực lớn nhất đế vượt qua. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, mấy chữ nhỏ kia bắn ra tia sáng nhanh chóng chui vào đầu Dương Diệp. Lúc Dương Diệp đang khiếp sợ, một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Kẻ đến sau,
không cần biết ngươi là ai, ngươi đạt được tia hạt giống kiếm ý thừa nhận, như vậy ngươi đã trở thành nửa đệ tử của ta, kế tiếp phải nghe cho rõ đây. Tia hạt giống kiếm ý này tên là đại đạo kiếm ý, trong đó ẩn chứa ý chí kiếm đạo của ta, cũng ẩn chứa kiếm đạo đỉnh phong của thế giới này, chân lý trong đó, ngươi phải tìm hiểu thật tốt. Còn nữa, tia kiếm ý này ẩn chứa pháp tắc đại đạo, nếu gặp địch nhân không thể địch lại, ngươi có thể thúc giục kiếm ý đối địch. Uy lực tia kiếm ý này mạnh bao nhiêu phải xem thực lực của ngươi, đương nhiên, không thể sử dụng vô hạn, tối đa sử dụng 3 lượt, sau 3 lượt, tia kiếm ý này sẽ biến mất. Ta có thể rời khỏi giới này nhưng lại không cách nào cứu chúng sinh rời đi, không muốn giới này bởi vì ta rời đi mà kiếm đạo đứt đoạn, bởi vậy lưu lại tia hạt giống kiếm ý này cho người đến sau. Kẻ đến sau, cuối cùng tặng ngươi một câu, kiếm tu cầm kiếm trong tay, không sợ thiên, không sợ địa, không sợ chư thiên vương thần. Dần dần, giọng nói của kiếm tông tổ sư biến mất trong đầu Dương Diệp. Sau nửa ngày, Dương Diệp mở hai mắt ra, nói, không sợ thiên, không sợ địa, không sợ chư thiên vương thần. Nói đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Không hổ đã từng là đệ nhất cường giả của đại lục. Hắn bội phục kiếm tông tổ sư, kính trọng kiếm tông tổ sư, nhưng hắn không có suy nghĩ cao không thể chạm tới trong đầu. Đời này, hắn đã khóc, đã bại, đã thê thảm, nhưng hắn chưa bao giờ buông tha. Cho dù từng ngã từ thiên đường xuống địa ngục tại kiếm tông, hắn vẫn chưa từng buông tha. Thiên phú không tốt không có sao, không có hậu trường không có vấn đề gì, chỉ cần cố gắng, tất cả đều có khả năng. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn quan sát tia kiếm ý trong đầu. Tia kiếm ý không có hình dạng, cũng nhìn không thấy, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Cảm thụ được tia kiếm ý kia, đột nhiên Dương Diệp phát hiện kiếm đạo đã có phương hướng mới, hắn. Vốn chỉ có một đường để đi, mà hắn cho rằng trên thế gian chỉ có một đường, nhưng hôm nay hắn còn phát hiện con đường khác. Hắn là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, đột nhiên nam tử trung niên cắt ngang suy nghĩ của Dương Diệp. Lúc này trước ngực nam tử trung niên đã xuất hiện mấy lỗ kiếm, lực lượng kỳ dị trong kiếm khi đang tàn phá người hắn, thương thế trước ngực nam tử trung niên không ngừng mở rộng, nhưng bởi vì hắn đặc thù thể chất, bởi vậy sau khi miệng vết thương mở rộng tới mức nhất định lại bắt đầu tại tự động khép lại. Lúc này sắc mặt của nam tử trung niên vô cùng ngưng trọng, trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Tuy hắn lúc trước cũng đã bị trọng thương, hơn nữa cảnh giới hôm nay đã giảm xuống bán thánh, nhưng hắn không nghĩ tới. Hắn lại bị kiếm ý một vạn năm trước đánh bại. Bản thân kiếm ý đã khủng bố như thế, người thi triển còn mạnh cỡ nào? Nội tâm của nam tử trung niên lúc này như nước sôi. Dương Diệp liếc mắt nhìn nam tử trung niên, nói. Chờ sau khi ngươi ra ngoài, ngươi sẽ biết, hiện tại, mang ta đi thôn phệ kiếm ý. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Ngươi hôm nay đã là thiên giai nhị trọng kiếm ý, cho dù thôn phệ kiếm ý. Chỉ sợ cũng khó có thể đạt tới thiên giai tam trọng, cho nên. Yên tâm. Dương Diệp nói. Chỉ cần có thể giúp kiếm ý của ta tăng lên, giao dịch giữa chúng ta xem như hữu hiệu. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Vậy vào đi thôi. Dương Diệp cong ngón búng ra, một đám kiếm khí bắn tên cánh cửa từ từ mở ra. Chương cửa không có nước mà nước ngoài cửa cũng không tràn vào trong. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên, người này hiểu ý, hắn dẫn đầu tiến vào cánh cửa. Thấy thế, Dương Diệp mới đi vào trong cửa. Sau khi tiến vào bên trong, Dương Diệp bị cảnh tượng trước mặt làm rung động. Kiếm rậm rạp chằng chịt. Trong cửa lớn là một đại sảnh cực lớn, trên mặt đất đại sảnh là đủ loại kiếm, không chỉ có mặt đất, trên không đại sảnh cũng là rừng kiếm. Tất cả kiếm này đều là đạo khí. Ít nhất hơn vạn huyền kiếm đạo giai. Hơn vạn huyền kiếm đạo giai. Dương Diệp cảm giác trái tim mình đang đập mạnh. Bá bá. Đúng lúc này, đột nhiên huyền kiếm trong đại sảnh rung động, chúng tỏa ra kiếm quang sáng ngời, sau đó mũi kiếm trực chỉ Dương Diệp và nam tử trung niên. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn nhìn về phía nam tử trung niên cũng cảm thấy mờ mịt, nói. Không có khả năng, nơi này là nơi hắn truyền thừa, làm sao có thể như vậy? Siêu siêu. Đúng lúc này, vận chuôi huyền kiếm đạo giai hóa thành vạn đạo kiếm quang bay thẳng về phía Dương Diệp. Hai người hoảng hốt, Dương Diệp tranh thủ vận dụng kiếm ý thiên giai nhị trọng, đồng thời, man thần giáp cũng bao trùm thân thể của hắn, mà lúc này, tình huống lại phát sinh biến hóa.
Sau khi hắn bộc phát kiếm ý, huyền kiếm chung quanh đều dừng lại. Nội tâm hai người thả lỏng, vạn thanh huyền kiếm trước mặt tỏa ra uy lực đáng sợ, nếu như những thanh kiếm này thật sự phát động công kích. Dương Diệp chỉ có thể vận dụng man thần giáp đối phó. Thông qua khảo nghiệm, lấy được ta truyền thừa, thất bại, chết. Đúng lúc này, một giọng nói vang vọng khắp đại sảnh. Siêu siêu. Vạn thanh huyền kiếm lập tức bao phủ hai người Dương Diệp. Chủ nhân kiếm linh, một. Một vạn chuôi huyền kiếm đạo giai bị lực lượng thần bí dẫn dắt bay thẳng về phía hai người Dương Diệp, vận chuôi huyền kiếm đạo giai. Chúng sinh ra uy lực hủy thiên diệt địa khó có thể hình dung. Vào lúc giọng nói kia vừa dứt, Dương Diệp thầm nghĩ không ổn, sau đó hắn nhanh chóng vận dụng man thần giáp, cùng lúc đó, hắn càng vận dụng bằng thuẫn bảo hộ mình. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, băng thuẫn lại vẫn không có chống được 2 giây đã xuất hiện khe hở, từ đó làm nội tâm Dương Diệp kinh ngạc, hắn vội vàng thu hồi băng thuẫn, hắn cũng không muốn băng thuẫn bị hủy ở chỗ này. Không có băng thuẫn bảo hộ, Dương Diệp lập tức vận dụng kiếm ý của mình, kiếm ý cường đại hình thành một bình chướng ngăn cản trước người, nhưng rất nhanh, cho dù kiếm ý thiên giai nhị trọng tạo thành bình chướng cũng xuất hiện khe hở. Dương Diệp dùng mình, hắn nhìn sang nam tử trung niên. Kết cục của nam tử trung niên lúc này có thể nói làm rất thảm, toàn thân cắm đầy huyền kiếm đạo giai, bị đóng đinh trên mặt đất, hắn không thể nhúc nhích, dù như thế, nhưng Dương Diệp phát hiện, hắn vẫn chưa chết. Không thể không nói, thân thể bất tử đúng là biến thái. Sau khi nam tử trung niên ngã xuống, tất cả huyền kiếm chung quanh đều lao thẳng về phía Dương Diệp, lúc huyền kiếm rậm rạp bao vây Dương Diệp, bởi vì có kiếm ý tạo thành bình chướng ngăn cản. Bởi vậy Dương Diệp tạm thời không có vật lộn cân thân với số huyền kiếm kia. Vô số huyền kiếm đạo giai hình thành kiếm cầu cực lớn, mà Dương Diệp lại đau khổ trèo trống ở bên trong quả cầu. Dương Diệp biết rõ tình cảnh của mình, cứ tiếp tục như vậy, kiếm ý của hắn không thể ngăn cản số huyền kiếm chung quanh. Sở dĩ hắn có thể ngăn cản đến bây giờ, không phải hắn mạnh hơn nam tử trung niên, mà là vì hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Những huyền kiếm kia tạo thành tổn thương với kiếm ý nhẹ hơn nam tử trung niên rất nhiều. Bằng không đừng nói hắn, cho dù là kiếm nô bán thánh lâm hộ pháp cũng ngăn cản không nổi. Bởi vì bên trong những huyền kiếm này còn ẩn chứa kiếm ý khó nói thành lời. Nói cách khác, chính thức mạnh không phải là huyền kiếm đạo giai, mà là kiếm ý ẩn chứa trong chúng. Thời gian không ngừng trôi qua, trên mặt Dương Diệp đã đổ mồ hôi, bình chướng của hắn lung lay sắp đổ. Chẳng lẽ thật sự phải dùng man thần giáp cùng thân thể ngạnh kháng hay sao? Nhưng nếu hắn không dùng man thần giáp ngăn cản, hắn dùng cái gì đối phó những huyền kiếm kia? Trầm tư hồi lâu, thời điểm Dương Diệp cảm thấy kiếm ý bình chướng sắp nghiền nát, đôi mắt của Dương Diệp sáng lên, sau đó hắn tiến lên một bước, hắn đã vận dụng kiếm vực. Kiếm vực, hắn nghĩ đến kiếm vực. Kiếm vực khủng bố hơn xa kiếm ý, hắn vẫn không nắm được tinh túy chân chính của kiếm vực mà thôi, bởi vậy tính thực chiến của kiếm vực vẫn không bằng kiếm ý, nhưng không hề nghi ngờ, kiếm vực tuyệt đối không phải bài trí. Kiếm vực, thế nào là kiếm vực? Dương Diệp cũng không biết, hắn chỉ biết sau khi hắn thi triển kiếm vực, dùng hắn làm trung tâm, hắn có thể cảm ứng biến hóa trong phạm vi 500 trượng, giống như có một tấm lưới vô hình đang bao phủ chung quanh, mà tấm lưới này chính là ý niệm cùng với tinh khí thần của hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như chung quanh là một phần thân thể của hắn. Nói đơn giản một chút chính là khống chế. Trong phạm vi này, hắn cảm giác mình chính là chúa tể, mình chính là thần. Hắn có loại cảm giác này, nhưng hắn lại không thể chúa tể không gian đó. Sau khi kiếm vực xuất hiện, Dương Diệp phát hiện, tốc độ của huyền kiếm bị kiếm vực ảnh hưởng và chậm lại, kiếm quang trên thân kiếm cũng tối đi nhiều. Dương Diệp nhắm mắt lại, trong kiếm vực, dù cho hắn không cần con mắt vẫn có thể cảm nhận được tất cả, loại cảm giác này rất vi diệu. Nhưng lại rõ ràng cảm nhận được tất cả trạng thái mạnh yếu của huyền kiếm chung quanh. Đó là hiểu rõ tất cả. Không biết trôi qua bao lâu, tất cả kiếm trong kiếm vực đều bất động. Lại qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hắn sinh ra cảm giác mê mang và thất vọng. Hắn cảm giác mình sờ được thứ gì đó, nhưng lại không thể bắt lấy. Bởi vậy, hắn vẫn không chính thức nắm giữ kiếm vực. Mà những kiếm kia dừng lại cũng không phải do kiếm vực, mà là huyền kiếm tự dừng. Kiếm ý thập nhị trọng, kiếm vực, kiếm tâm thông minh. Ngươi, vượt qua kiểm tra. Một giọng nói vang lên, tất cả huyền kiếm khôi phục lại dáng dấp như lúc trước.
Dương Diệp cũng không có đi lên phía trước, mà là nhìn kiếm chung quanh. Một vạn chuôi huyền kiếm đạo giai đấy, hắn có thể buông tha sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Nhưng hắn thất vọng, hắn không cầm được thanh kiếm nào, những thanh kiếm kia vững như núi, cho dù hắn dùng toàn lực cũng không thể di chuyển. Thời điểm Dương Diệp vô kế khả thi, hộp kiếm không trọn vẹn trong giới chỉ của hắn rung động, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, tất cả huyền kiếm chung quanh hóa thành kiếm quang chui vào trong hộp kiếm. Không qua bao lâu, một vạn chuôi huyền kiếm chung quanh biến mất không còn. Sau khi thu tất cả huyền kiếm, hộp kiếm không trọn vẹn lại chui vào trong giới chỉ của Dương Diệp. Đứng im lặng nửa ngày, Dương Diệp lại lật tay cầm lấy kiếm hộp, ánh mắt Dương Diệp sinh ra một tia ngưng trọng và khó hiểu. Uy lực hộp kiếm còn vượt qua tưởng tượng của ta, chẳng lẽ là tiên giai? Cho dù là tiên giai cũng không có khả năng thu phục chiếm được một vạn chuôi huyền kiếm ẩn chứa kiếm ý nha. Nếu như không phải tiên giai, chẳng lẽ là bảo vật trên tiên giai? Khi trở về phải hỏi lão giả vô danh một chút, không biết thế này tới từ đâu. Nói xong, Dương Diệp cũng không lãng phí thời gian, hắn thu hồi hộp kiếm, bất kể như thế nào, dù sao huyền kiếm đạo giai và hộp kiếm đều là của hắn. Chính người đi thôi, ta không đi. Đúng lúc này, một giọng nói suy yếu vang lên. Dương Diệp nhìn thấy trung niên đã đứng lên, tuy trên người hắn. Lúc này không còn kiếm, nhưng thân thể của hắn có trăm ngàn vết lở loét, hơn nữa thương thể khôi phục rất chậm. Dương Diệp lắc đầu, mặc dù thân thể bất tử dùng tốt nhưng nhiều khi nó biến thành thứ chịu tội. Giống như hiện tại, trung niên tuyệt đối sống không bằng chết. Dương Diệp không có để ý nam tử trung niên. Lưu lại một kiếm nô bên cạnh hắn và tiến lên phía trước. Kiếm nô bán thánh cũng không phải bảo vệ đối phương, mà là dùng để giám thị, bởi như vậy, hắn có thể phát hiện hành động của đối phương. Đi tới, chung quanh Dương Diệp vặn vẹo biến ảo, sau nửa ngày, vào lúc Dương Diệp mở hai mắt ra, hắn đã không nhìn thấy đại sảnh, chung quanh là một quảng trường. Đột nhiên, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, bởi vì chung quanh lại xuất hiện vô số kiếm ý. Những kiếm ý kia điên cuồng công kích hắn. Kiếm ý thiên giai nhất trọng. Kiếm ý thiên giai nhất trọng vô cùng vô tận lao thẳng về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp không buồn mà còn mừng, bởi vì hắn trước kia sẽ cảm thấy đau đầu, nhưng hiện tại. Hắn có kiếm ý thiên giai nhị trọng, nói cách khác. Thôn phệ, hắn có thể điên cuồng thôn phệ. Dương Diệp cũng làm như vậy, hoàn toàn buông phòng ngự cho kiếm ý đâm vào người. Ngay từ đầu. Dương Diệp vô cùng thoải mái, bởi vì hắn cảm giác kiếm ý của mình tăng lên nhanh như bay, nhưng rất nhanh, chuyện này có phần không ổn. Đó chính là tốc độ tiêu hóa của hắn chậm, kiếm ý chung quanh hắn không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nhiều, bởi vậy, hắn chịu khổ. Thân thể Dương Diệp đã bành trướng càng lúc càng lớn, bởi vì những kiếm ý C không dám tùy ý để những kiếm ý kia đâm loạt, Dương Diệp tranh thủ cho kiếm ý tuôn ra ngoài, kể từ đó, thân thể của hắn tương đương với vật chứa bị thủng. Có vô số kiếm ý đâm ra ngoài. Đương nhiên, hắn vẫn đạt được chỗ tốt cực lớn, bởi vì sau khi kiếm ý tiến vào người sẽ bị hắn thôn phệ từ từ, sau đó tăng cường kiếm ý của hắn. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua, hưa tiêu hóa đang rót vào toàn thân hắn. Không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc kiếm ý chung quanh bị Dương Diệp hấp thu không còn. Dương Diệp đứng tại chỗ, hai mắt khép hờ, không gian chung quanh hắn rung động như sắp bị xé rách. Dương Diệp lúc này giống bảo kiếm tuyệt thế, hắn có phong mang cực kỳ sắc bén. Qua thời gian thật lâu, Dương Diệp mở mắt ra, trong mắt hắn bắn ra hai đạo kiếm quang màu vàng xé rách không gian. Hô! Dương Diệp thở ra một hơi, nói. Đáng tiếc, thập nhị trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới thập tam trọng. Tuy hắn đã thôn phệ rất nhiều kiếm ý, nhưng hắn không có tăng lên thiên giai tam trọng, dù vậy hắn cũng có thu hoạch rất lớn. Một là thiên giai nhị trọng kiếm ý tăng lên đỉnh phong nhất, cách kiếm ý thiên giai tam trọng một ít, không, phải nói chỉ còn kém nửa bước, bởi vì hắn đã chạm tới cánh cửa thiên giai tam trọng, hơn nữa còn đặt chân vào. Chỉ cần có thêm một ít kiếm ý thôn phệ, hoặc có được cơ hội, hắn có tự tin sẽ bước vào thiên giai tam trọng. Mặc dù không có bước vào thiên giai tam trọng, kiếm ý của hắn cũng mạnh hơn trước rất nhiều lần, tuy trước kia cũng là thiên giai nhị trọng, mà bây giờ cũng là thiên giai nhị trọng. Nhưng trước khi thôn phệ kiếm ý và sau khi thôn phệ kiếm ý sẽ có uy lực khác nhau một trời một vực. Không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc kiếm ý chung quanh bị Dương Diệp hấp thu không còn. Dương Diệp đứng tại chỗ, hai mắt khép hờ,
không gian chung quanh hắn rung động như sắp bị xé rách. Dương Diệp lúc này giống bảo kiếm tuyệt thế, hắn có phong mang cực kỳ sắc bén. Qua thời gian thật lâu, Dương Diệp mở mắt ra, trong mắt hắn bắn ra hai đạo kiếm quang màu vàng xé rách không gian. Hô! Dương Diệp thở ra một hơi, nói. Đáng tiếc, thập nhị trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới thập tam trọng. Tuy hắn đã thôn phệ rất nhiều kiếm ý, nhưng hắn không có tăng lên thiên giai tam trọng, dù vậy hắn cũng có thu hoạch rất lớn, một là thiên giai nhị trọng kiếm ý tăng lên đỉnh phong nhất, cách kiếm ý thiên giai tam trọng một ít, không, phải nói chỉ còn kém nửa bước, bởi vì hắn đã chạm tới cánh cửa thiên giai tam trọng, hơn nữa còn đặt chân vào. Chỉ cần có thêm một ít kiếm ý thôn phệ, hoặc có được cơ hội, hắn có tự tin sẽ bước vào thiên giai tam trọng. Mặc dù không có bước vào thiên giai tam trọng, kiếm ý của hắn cũng mạnh hơn trước rất nhiều lần, tuy trước kia cũng là thiên giai nhị trọng, mà bây giờ cũng là thiên giai nhị trọng, nhưng trước khi thôn phệ kiếm ý và sau khi thôn phệ kiếm ý sẽ có uy lực khác nhau một trời một vực. Tóm lại, hắn đã chiếm được thu hoạch rất lớn. Chúc mừng, cách thiên giai tam trọng nửa bước. Lúc này, một nam tử nho nhã xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sau khi nhìn thấy nam tử nho nhã, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại. Bởi vì trong tay nam tử này cầm một thanh kiếm, mà vỏ kiếm lại là cổ sao. Kiếm đạo cử ngươi không thích hợp với ta, một. Cổ sao. Trong lòng Dương Diệp sinh ra sóng gió ngập trời, bởi vì cổ sao trong tay hắn, tại sao lại nằm trong tay của nam tử này. Hơn nữa trong cổ sao còn cắm một thanh kiếm, mà thanh kiếm này đúng là bản thể mà kiếm linh miêu tả. Khiếp sợ qua đi, đột nhiên Dương Diệp phát hiện một điểm, nam tử trước mặt chính là một người. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn trong suốt. 10 vạn năm sau, huyền giả đại lục ta vẫn có thể xuất hiện hai thiên tài kiếm đạo kinh diễm, không tệ. Nam tử nho nhã khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối chính là người đã dẫn đầu vạn tộc quyết chiến với huyền giả nghịch loại vào 10 vạn năm trước. Trong mắt nam tử nho nhã sinh ra một tia kinh ngạc, nói. Ngươi biết ta. Dương Diệp hít sâu một hơi. Người trước mặt là chủ nhân kiếm linh đời thứ hai. Cũng là người vây kiếm linh trong chấn ngục tháp 10 vạn năm. Nam tử nho nhã nói. Thời gian của ta còn thừa không nhiều lắm, nói ngắn gọn. Đã từng có người thiên phú vượt xa ngươi, sau khi hắn nhìn thấy kiếm đạo ở nơi này đã nghênh ngang rời đi, nói thẳng không gì hơn cái này. Đúng thế, kiếm đạo của hắn đã trên ta. Ta vốn cho rằng truyền thừa của mình đã đứt rời, không nghĩ tới, ngươi tới. Kiếm đạo của tiền bối là gì? Dương Diệp hỏi. Nam tử nho nhã nói. Kiếm đạo của ta xem như nhân đạo, tâm hệ chúng sinh, ý chí thiên hạ, mưu phúc cho vạn vân, mở đường vì vạn dân. Cái gọi là nhân giả vô địch, nhân, chính là kiếm đạo của ta. Dương Diệp im lặng nửa ngày, sau đó nói. Tiền bối vì muôn dân chăm họ, cho nên lúc ban đầu vây kiếm trong tay tại trấn ngục tháp 10 vạn năm, đây cũng là nhân của tiền bối, vậy sao? Nghe vậy, nụ cười trên mặt nam tử nho nhã biến mất, hắn nhìn kiếm trong tay phải một lúc, sau nửa ngày mới nói. Nàng đi theo ta cả đời, nếu như có thể, ta tình nguyện chính mình chết cũng không hy sinh nàng. Nhưng mà, ta không có lựa chọn, không hy sinh nàng, sinh linh trên phiến đại lục này sẽ bị huyền giả nghịch loại hủy diệt. Hy sinh một người, cứu một đại lục. Dương Diệp nói, tiền bối lấy đại cục làm trọng, không thể là nói sai. Bởi vì không có tiền bối năm đó hy sinh, chỉ sợ ta hiện tại đã không đứng ở nơi này. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt nam tử nho nhã hơi nhu hòa, Dương Diệp lại nói. Nhưng mà, ta không ủng hộ kiếm đạo của tiền bối, cho nên, ta không thể truyền thừa kiếm đạo của tiền bối. Vì cái gì? Nam tử nho nhã trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Kiếm đạo của tiền bối là, nhân, mà kiếm đạo của ta là, sát. Nếu huyền giả nghịch loại xuất hiện, ta nghĩ đầu tiên không phải là chúng sinh, mà là thân bằng hảo hữu và người ta quan tâm. Còn nữa, nếu như lúc trước ta là tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không hy sinh kiếm linh mà đi cứu vớt thiên hạ. Hy sinh người khác đi cứu vớt người khác, ta không xem đó là nhân. Đương nhiên, kiếm đạo của tiền bối cũng không sai, vãn bối còn phi thường kính nể, nhưng vãn bối thực không thích hợp kiếm đạo của tiền bối. Ngươi bây giờ là kiếm ý thiên giai nhị trọng đỉnh phong, đúng không? Nam tử nho nhã bỗng nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Nếu như ngươi truyền thừa kiếm đạo của ta, ta có thể giúp ngươi lập tức tấn thăng đến thiên giai tam trọng,
hơn nữa con đường kiếm đạo tương lai của ngươi sẽ bình thản, ít nhất trong phạm vi kiếm đạo của ngươi, ngươi không có vấn đề gì, bởi vì, những vấn đề kia, ta đã từng vượt qua. Cho nên, ngươi bây giờ còn muốn cự tuyệt sao? Nam tử nho nhã nói. Cự tuyệt. Dương Diệp trả lời không chút do dự, nói. Kiếm đạo có tốt, con đường có bằng phẳng hơn nữa, nhưng đó là kiếm đạo của tiền bối mà không phải ta. Ta phải đi con đường kiếm đạo của mình. Nam tử nho nhã thấp giọng thở dài, sau đó cong ngón búng ra, một nạp giới phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói. Cũng phải, không bắt buộc. Vậy xin nhờ ngươi một sự kiện, trong nạp giới có kiếm đạo truyền thừa của ta, cùng với một ít bảo vật ta lưu lại cho người nhận truyền thừa. Ta hy vọng ngươi có thể tìm một truyền nhân thay ta, để cho kiếm đạo của ta không đến mức đứt đoạn. Tiền bối chết sao? Đột nhiên Dương Diệp hỏi. Chết. Nam tử nho nhã nói. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, nói. Lấy năng lực thông thiên của tiền bối lúc trước, thế giới này còn có người có thể giết tiền bối hay sao? Nam tử nho nhã lắc đầu, nói. Siêu cấp thiên tài của một thôn, nhưng thả hắn vào trong một trấn, vậy hắn chỉ có khả năng là thiên tài, nhưng nếu như thả hắn trong một quốc gia, hắn không tính là thiên tài, nhưng nếu như thả hắn trên đại lục, chỉ sợ hắn vô cùng bình thường. Ngươi hiểu ý ta chứ? Dương Diệp gật gật đầu, nói. Người thế giới bên ngoài còn đáng sợ hơn ta nghĩ nhiều. Nam tử nho nhã nói. Thiếu niên, lúc trước ta dùng toàn lực của huyền giả đại lục tử chiến với huyền giả nghịch loại, chúng ta kỳ thật cũng bất đắc dĩ. Tóm lại, bất kể là huyền giả nghịch loại hay là người thiên ngoại thiên cũng không phải người tốt lành gì. Ngày sau, người tự lựa chọn đi. Nói xong, thân thể nam tử nho nhã bắt đầu hư ảo. Dương Diệp hành lễ với nam tử nho nhã. Mặc dù không có truyền thừa kiếm đạo của đối phương, nhưng hắn vẫn cảm tạ đối phương ban tặng lúc trước. Nhìn thấy Dương Diệp hành lễ, nam tử nho nhã hơi gật gật đầu, nói. Nếu có cơ hội nhìn thấy Tiểu Linh, nói với nàng giúp ta, chuyện lúc trước, thật có lỗi. Dương Diệp tự nhiên biết đạo nam tử nho nhã nói có ý gì. Vãn bối sẽ nói cho nàng biết. Nói xong, hắn như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Xin hỏi tiền bối. Kiếm vực nên sử dụng thế nào? Kính xin tiền bối chỉ giáo. Kiếm vực, tự nhiên là. Nam tử nho nhã còn chưa dứt lời đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp vô cùng hối hận. Nam tử nho nhã trước mắt tuyệt đối biết rõ phương pháp sử dụng kiếm vực. Đáng tiếc, hắn không hỏi trước. Sau nửa ngày, Dương Diệp lắc đầu, nói. Có thể đi tìm kiếm linh bản thể. Dương Diệp nhìn bốn phía, chân phải đạp mạnh xuống đất, không gian chung quanh nghiền nát. Rất nhanh, Dương Diệp trở lại đại sảnh lúc trước. Sau khi quay lại đại sảnh, Dương Diệp lại phát hiện, nam tử trung niên đã biến mất. Mà kiếm nô bán thánh đã nằm ở bên cạnh, mặc dù không có hủy diệt nhưng lại trọng thương. Dương Diệp thu hồi kiếm nô bán thánh trở lại, thấp giọng nói. Lần này chúng ta không đủ quyết đoán. Khá tốt lúc này hắn quay về U Minh Hải là dùng bộ mặt thật của mình, nếu như hắn vẫn dùng dáng dấp, Dương Man, chuyện kia có phần không xong. Dù sao hắn lúc này đang dựa vào thánh đường mới có thể tiến về trước trấn ngục tháp, nếu như bị phát hiện, hắn muốn cứu bản thể kiếm linh cũng không biết phải chờ thêm bao lâu. Không dừng lại, Dương Diệp ra khỏi U Minh Hải, trước khi hắn rời khỏi U Minh Hải, khóe miệng Dương Diệp nở nụ cười, lúc này, hắn đã thu hoạch cực kỳ to lớn vốn đạt được man thần trùy, sau đó lại thu được 9 kiếm nô bán thánh, kiếm ý lại tăng lên thiên giai nhị trọng đỉnh phong, còn được 1 vạn chuôi huyền kiếm đạo giai, có thể nói. Hiện tại, cho dù hắn không dựa vào trấn giới thạch cùng kiếm nô, hắn cũng có nắm chắc chém giết bán thánh. Man thần trùy. Nghĩ vậy, Dương Diệp tranh thủ lấy man thần trùy ra, sau khi đạt được man thần trùy, hắn cầm man thần trùy trong tay, Dương Diệp lập tức cảm giác trầm xuống, mà hắn dưới chân, mặt biển. Như nứt ra, Dương Diệp khiếp sợ về man thần trùy, bởi vì hắn cảm giác mình không phải cầm một cây búa, mà là một ngọn núi lớn. Nặng, phi thường nặng. Nếu như không phải lực lượng bản thân hắn mạnh tới mức, chỉ sợ hắn căn bản không thể sử dụng man thần trùy. Huyền khí trong cơ thể rót vào cánh tay phải, Dương Diệp nắm chặt man thần trùy, ngay sau đó hắn man thần trùy đánh thẳng vào U Minh biển. Oanh! U Minh Hải trước mặt Dương Diệp bị hãm xuống và tạo thành vòng xoáy khổng lồ, cùng lúc đó, vô số cột nước bắn thẳng lên bầu trời. Qua hồi lâu, vòng xoáy khổng lồ trước mặt Dương Diệp không có biến mất, ngược lại nó càng lúc càng lớn. Nhìn man thần trùy,
Trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia hưng phấn, nói. Một búa thật mạnh, một búa như vậy, bán thánh không chú ý cũng bị ta đánh thành thịt nát. Phải biết rằng, hắn không dùng toàn lực vào một búa lúc trước, hắn chỉ dùng 7 thành lực lượng thân thể. Nếu như sử dụng toàn lực, lực lượng một búa kia khủng bố tới mức nào? Có thể nói, có man thần chùy và man thần giáp trong tay, cho dù không cần kiếm, hắn vẫn có thể tiêu diệt cường giả bán thánh. Đổi một bộ quần áo, cải biến dung mạo, Dương Diệp không đi Vô Danh Thành, mà là lập tức trở lại thánh đường. Thực lực tăng lên rất lớn, kiếm nô cũng gia tăng 9 con, trong đó có một là bán thánh trung cấp, điểm tích lũy cũng có. Hiện tại, nên đi Tuấn Ngục Tháp cầm kiếm. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đã quay về thánh đường, mà hắn cũng nhìn điểm tích lũy của mình, hắn phát hiện, bên trong đúng là có 10 vạn điểm tích lũy. Hắn vốn chuẩn bị kiếm thêm điểm tích lũy, sau đó đi huyền kỹ các của thánh đường đổi một huyền kỹ tiên giai, nhưng hiện tại, hắn tạm thời buông tha suy nghĩ này, bởi vì chuyện kiếm tinh mới là trọng yếu nhất, hơn nữa hắn hiện tại đã có thực lực rút kiếm. Dương Diệp vừa trở lại Bái Nguyệt Điện thì bị ba gã nam tử trung niên dáng người khôi ngô cản lại. Ba gã bán thánh. Ngươi chính là Dương Man. Nam tử khôi ngô cầm đầu trầm giọng nói. Man tộc Man Lệ chết trong tay của ngươi. Đúng. Dương Diệp không có giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Ngươi thật lớn mật. Nam tử khôi ngô thét to. Ngươi dám giết người man tộc ta. Dương Diệp nói. Là hắn muốn giết ta trước. Ngươi bị hắn giết đó là vinh hạnh của ngươi. Nam tử khôi ngô hung dữ nói. Giao man thần chùy ra, sau đó tự sát trước mặt ta, ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Loại ngu xuẩn. Chân phải của Dương Diệp đạp mạnh xuống đất, thân thể của hắn bay lên trời, cổ tay khẽ động, man thần chùy xuất hiện trong tay, hắn cầm man thần chùy trong tay, Dương Diệp vung một búa thẳng về phía ba người. Ba người nam tử khôi ngô thật không ngờ Dương Diệp có can đảm ra tay, khi bọn họ khôi phục tinh thần, Dương Diệp đã đánh tới. Bên trong man thần chùy lực lượng ẩn chứa cường đại đánh nát không gian chung quanh ba người, không gian chung quanh ba người bị lực lượng cường đại đánh vặn vẹo. Sắc mặt ba người thay đổi, hiển nhiên bọn họ không muốn biết uy lực một kích của Dương Diệp mạnh tới mức nào. Ba người khiếp sợ nhưng phản ứng không chậm, ba người vội vàng ra tay tấn công man thần chùy của Dương Diệp. Rầm rầm rầm, bàn tay ba người va chạm với man thần chùy, ngay sau đó có một tiếng nổ lớn vang lên. Man thần chùy đã va chạm với một kích liên thủ của bọn họ. Chết đi cho ta. Dương Diệp cầm man thần chùy và gầm lên một tiếng, tay còn lại nắm chặt man thần chùy, sau đó hắn dùng lực đánh mạnh về phía trước. Oanh! Lực lượng cường đại đã ép Dương Diệp cùng ba gã bán thánh tiến vào trong lòng đất. Rất nhanh, lòng đất sinh ra âm thanh đập nát. Oanh! Lại có tiếng nổ lớn vang lên, ba bóng người lao ra khỏi lòng đất. Hai người trong đó là người man tộc, mà một người khác chính là Dương Diệp. Dương Diệp lúc này cầm man thần chùy trong tay, mặc man thần giáp, hắn như hóa thành chiến thần vô địch. Hai người man tộc kinh hãi nhìn Dương Diệp, một người trong đó giật mình nói. Ngươi lại dám giết man cuồng, ngươi. Hai người không ngờ một bán thánh của mình lại bị giết, hơn nữa còn bị một con sâu cái kiến hoàng giả cảnh tam phẩm giết, đầu óc của hai người vẫn quay cuồng và không dám tin. Dương Diệp lúc này át hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, lúc này bán thánh trong mắt hắn đã không còn cao không thể chạm tới. Tuy có chút đáng tiếc man thần chùy thật sự quá nặng, lúc trước hắn huy động vài chục lần, suýt nữa không cầm nổi cây búa kia, việc này đã cho hắn biết, lực lượng thân thể của hắn còn chưa đủ. Nắm chặt man thần chùy, Dương Diệp nhìn hai tên man tộc bán thánh, nói. Lại đến chứ? Nghe câu này, hai người giận tím mặt. Nhưng hai người không dám xông lên, bởi vì với tư cách là người man tộc, bọn họ biết man thần giáp cùng man thần chùy khủng bố cỡ nào. Không nói man thần chùy, chỉ nói man thần giáp, hai người bọn họ không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Ngươi giết người man tộc ta, lại cướp lấy bảo vật man tộc, ngươi sẽ bị cả man tộc đuổi giết, ngươi thức thời thì giao ra man thần chùy, còn có man thần giáp, có lẽ man tộc ta sẽ tha ngươi một mạng. Một gã man tộc bán thánh trầm giọng nói. Cả tộc đuổi giết. Dương Diệp cười lạnh, nói. Ta chờ các ngươi, hiện tại, cho các ngươi 3 giây, nếu các ngươi không đi, ta liều mạng trọng thương cũng sẽ lưu một người trong hai người tại đây. Làm càn. Một tên man tộc bán thánh giận dữ, bọn họ có bao giờ bị sỉ nhục như thế? Lập tức muốn ra tay,
nhưng Dương Diệp còn nhanh hơn bọn họ, một búa cực lớn như Thái Sơn áp đỉnh đánh vào người bọn họ. Sắc mặt hai người biến hóa, hiển nhiên, hai người không nghĩ tới Dương Diệp nói động thủ là động thủ, dầu gì hai người cũng là bán thánh, tự nhiên sẽ không bị dọa chạy như vậy, bởi vậy, hai người lập tức thi triển thần thông chiến với Dương Diệp. Tuy chiến đến một hồi, hai người lập tức rút đi. Bởi vì hai người phát hiện, chiến đấu với Dương Diệp mang man thần giáp, quả thực chỉ có bị đánh, bởi vì Dương Diệp có thể hoàn toàn buông tha phòng ngự, sau đó dùng đấu pháp tổn thương đổi tổn thương, mà bọn họ không dám làm như thế. Chỉ cần bọn họ chịu một búa, bọn họ không chết tức tổn thương. Dương Diệp cũng không có đuổi theo, bởi vì nếu bán thánh muốn trốn, hắn không có biện pháp gì cả, cho dù xuất ra trấn giới thạch. Hơn nữa hắn cũng không có khí lực như vậy. Sau khi hai tên man tộc bán thánh đi rồi, Dương Diệp vội vàng thu hồi man thần chùy. Tuy lực lượng man thần chùy cực lớn, hiệu quả cũng phi thường tốt, nhưng điều này quá tiêu hao thể lực. Khí chất, chỉ cần hai gã man tộc bán thánh chiến một lúc nữa thì hắn sẽ rơi xuống hạ phong. Bởi vì man thần chùy quá mức tiêu hao thể lực, hắn đã tiêu hao gần hết lực lượng, sau khi chiến một hồi, đừng nói huy động man thần chùy, hắn cầm còn không cầm nổi. Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp tăng lực lượng thân thể lên. Vẫy vẫy cánh tay phải đau đớn, Dương Diệp bỏ qua rất nhiều người chung quanh, sau đó hắn đi thẳng vào Bái Nguyệt Điện. Thực lực ngươi đã mạnh hơn rồi. Trong đại điện Bái Nguyệt Điện, Mục Thanh Phong nhìn Dương Diệp, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, bởi vì nàng đã nhìn rõ đại chiến úp nãy. Nàng không nghĩ tới, chỉ không gặp một thời gian ngắn. Thực lực đối phương đã mạnh tới mức này, không chỉ dùng sức một mình đối kháng ba vị bán thánh, còn chu sát một vị, cho dù là cường giả bán thánh cũng không làm được gì. Dựa vào ngoại vật thôi. Dương Diệp nói, ta muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, có lẽ ta không xuất hiện tại cổ thánh thành. Ở chỗ này, xin nhờ điện chủ chiếu cố bằng hữu của ta. Có chút phiền phức. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Mục Thanh Phong nói. Trong thời gian gần đây, người hỏa linh tộc luôn đến tìm nàng, dù đều bị ta ngăn cản trở về, nhưng ta nghĩ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ ngoài sáng không thể mang Phù Cẩm Tiên đi, nhưng ta sợ bọn họ sẽ ngầm ra tay. Ngươi cũng biết, thực lực tộc trưởng hỏa linh tộc, hắn mà làm mờ ám thì ta không thể cản nổi. Bọn họ tìm Phù Cẩm Tiên làm gì? Dương Diệp nhíu mày. Mục Thanh Phong lắc đầu, nói. Không biết, nhìn dáng dấp của Cẩm Tiên, khẳng định không phải chuyện tốt gì. Điện chủ. Đúng lúc này, Mạc Linh xuất hiện trong đại điện, lúc nhìn thấy Dương Diệp, Mạc Linh hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu, lại nói. Điện chủ, Dương Huynh, người hỏa linh tộc lại tới, lần này bọn họ nói cho dù thế nào cũng phải mang Cẩm Tiên đi, chỉ sợ chúng ta không ngăn được, bởi vì bọn họ phái hai bán thánh tới. Hỏa linh tộc đúng là đáng chết. Dương Diệp nói xong câu này, người đã biến mất tại chỗ. Mục Thanh Phong nói. Đi, đừng cho hắn sằng bậy. Nói xong nàng cũng đi nhanh. Hỏa linh tộc hôm nay bị diệt tộc, nhưng tốt xấu gì vẫn còn hơn 10 bán thánh, hơn nữa tộc trưởng hỏa linh tộc có thực lực lấy một địch 10. Nếu như Bái Nguyệt Điện phát sinh xung đột với hắn, Bái Nguyệt Điện tuyệt đối không lấy được chỗ tốt. Rất nhanh, ba người Dương Diệp tới chỗ ở của Phù Cẩm Tiên. Lúc này trước cửa phòng Phù Cẩm Tiên có một đám đệ tử Bái Nguyệt Điện đang giằng co với ba lão giả. Dương Diệp nhận ra hai trong ba người, hai người trong đó chính là Thiên Viêm mà hắn muốn giết, còn có đại trưởng lão Hỏa Linh Tộc. Chư vị, đây là chuyện của Hỏa Linh Tộc chúng ta, kính xin chư vị không nên nhúng tay. Thiên Viêm nhìn các đệ tử Bái Nguyệt Điện ngăn cản trước cửa phòng Phù Cẩm Tiên, trầm giọng nói. Phù Cẩm Tiên bây giờ là người Bái Nguyệt Điện chúng ta. Mục Thanh Phong và Dương Diệp đi tới trước mặt người Bái Nguyệt Điện, nhìn thấy Mục Thanh Phong, các đệ tử Bái Nguyệt Điện vội vàng hành lễ. Phù Cẩm Tiên nhìn thấy Dương Diệp cũng gật đầu với nàng. Lúc này trên mặt Phù Cẩm Tiên đã đầy vết thương rất khủng bố, Dương Diệp lại phát hiện, Phù Cẩm Tiên lúc này không giống lúc trước. Tự tin, Phù Cẩm Tiên còn tự tin hơn trước kia. Bởi vì đối mặt ba vị bán thánh của hỏa linh tộc, Phù Cẩm Tiên cũng không có khẩn trương. Mục điện chủ, Phù Cẩm Tiên là người hỏa linh tộc ta. Thiên Viêm trầm giọng nói. Hỏa linh tộc ta kính trọng Bái Nguyệt Điện, nhưng không phải sợ Bái Nguyệt Điện các ngươi, còn hy vọng mục điện chủ hiểu rõ. Dương Diệp liếc mắt nhìn Thiên Viêm, hắn áp chế sát ý trong lòng, hắn quay người nhìn về phía Phù Cẩm Tiên, nói.
Bọn họ tìm ngươi làm gì? Phù Cẩm Tiên trầm ngâm, nói. Một nam nhân muốn ta, cho nên bọn họ tìm ta trở về, sau đó đưa ta cho nam nhân kia. Lúc này, đại trưởng lão Hỏa Linh tộc nói. Cẩm Tiên, ta hiểu rõ việc này có chút không hợp tình lý, nhưng ngươi cũng hiểu tình cảnh của Hỏa Linh tộc hôm nay. Nếu như ngươi không gật đầu, sau này người sót lại của Hỏa Linh tộc chúng ta không có hy vọng sinh tồn trong cổ thánh thành, hy vọng ngươi nên suy nghĩ vì đại cục. Phù Cẩm Tiên cười lạnh, nói. Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không biết người nọ là kẻ thù giết chồng và con của ta sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn muốn ta là vì muốn dùng ta làm lô đỉnh sao? Các ngươi biết rõ, nhưng các ngươi vẫn muốn giao ta ra, bởi vì trong nội tâm các ngươi, sống chết của một nữ nhân không quan trọng bằng tương lai của Hỏa Linh tộc, có đúng không? Thiên Viêm lạnh lùng nói. Nếu ngươi biết thế thì ta cũng làm rõ. Việc này quan hệ đến tương lai của Hỏa Linh tộc ta, cho nên, ngươi không có khả năng cự tuyệt. Theo chúng ta trở về, vết sẹo trên mặt ngươi, Hỏa Linh tộc ta sẽ giải quyết thay ngươi. Hỏa Linh tộc càng sống càng thụt lùi. Dương Diệp nói. Ăn nhờ ở đậu không nói, còn cần dùng nữ nhân đổi lấy cơ hội sinh tồn, đúng là mất mặt. Vô liêm sỉ. Thiên Viêm giận dữ, khí thế tuôn ra đè ép Dương Diệp. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng nói với Hỏa Linh tộc ta như vậy. Nói xong, Thiên Viêm tự muốn động thủ, nhưng lại bị đại trưởng lão ngăn lại. Dương Man, đây là chuyện của Hỏa Linh tộc ta, không liên hệ gì tới ngươi. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Dương Man. Nghe hai chữ này, Thiên Viêm biến sắc, hắn đã nghe qua cái tên này, trước đó không lâu, Thính Tuyết lâu, còn có Man gia suýt bị hủy trong tay Dương Man. Người trước mặt chính là Dương Man. Thiên Viêm gần trong gang tấc, Dương Diệp thật muốn ra tay giết hắn, nếu như hắn dùng hết toàn lực, có nắm chắc đánh chết Thiên Viêm, nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bái Nguyệt Điện đối đãi với hắn không tệ, nếu như giết Thiên Viêm tại nơi này, Bái Nguyệt Điện khẳng định khó tránh khỏi liên quan, hắn không muốn gây phiền toái cho Bái Nguyệt Điện. Còn nữa, cứ như vậy, giết Thiên Viêm sẽ có phiền toái, mà hắn trước mắt cần gấp nhất chính tả cứu bản thể kiếm linh ra ngoài. Áp chế sát ý trong nội tâm, Dương Diệp nói. Phù Cẩm Tiên sẽ không theo các ngươi trở về, cút đi. Làm càn, ngươi. Thiên Viêm đang muốn nói cái gì đó, cốt tay của Dương Diệp khẽ động, Man Thần Chùy xuất hiện trong tay, sau đó Man Thần Chùy áp về phía Thiên Viêm, nói. Lão cẩu, ngươi lại nói nhảm, vậy ngươi cũng đừng cút, chết tại đây đi. Thiên Viêm giận dữ, hắn đang muốn nói chuyện, đại trưởng lão đã ngăn cản hắn và nói với Dương Diệp. Dương Man, Phù Cẩm Tiên là người cổ công tử muốn, ngươi nên nghĩ lại. Cút hay không cút? Trong mắt Dương Diệp đã sinh ra sát ý. Thiên Viêm tức giận đỏ mặt, đại trưởng lão cũng như thế. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Bắt đầu từ khi nào, trong thánh địa trừ minh nữ ra đã có người dám không cho cổ nhạc tiên ta mặt mũi. Hôm nay, ta nói rõ ràng, ta muốn nữ nhân kia rồi. Ai ngăn giết ai, Bái Nguyệt Điện ngăn cản, hôm nay, Bái Nguyệt Điện sẽ xóa tên khỏi thánh thành. Ai ngăn giết ai, xóa tên Bái Nguyệt Điện. Tất cả thành viên Bái Nguyệt Điện ở đây giận dữ, bọn họ thật sự muốn động thủ giết tới nhưng lại bị Mục Thanh Phong ngăn lại. Mọi người phát hiện, trên mặt Mục Thanh Phong lúc này là lo. Lắng. Mọi người nao nao, sau đó nhìn sang nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy một nam tử áo bào xanh chậm rãi đi tới. Nam tử rất tuổi trẻ, từ diện mạo hắn khoảng 20 tuổi. Ngực trái của nam tử này có thêu chữ cổ, nhỏ. Lúc nhìn thấy chữ này, sắc mặt người Bái Nguyệt Điện đều thay đổi. Cổ gia, tổ tiên hắn chính là thánh chủ đầu tiên của thánh địa thánh đường, truyền thừa đến nay đã có 10 vạn năm, nội tình cổ gia sâu không lường được. Cổ Nhạc Tiên, thiên tài đương đại của cổ gia, cũng là thiên tài kinh khủng nhất trừ cổ Hằng của cổ gia. Bên cạnh Dương Diệp, Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Cổ gia được xưng là đệ nhất thế gia tại cổ thánh thành, kỳ thật thực lực không chỉ có tại cổ thánh thành, nó còn có lực ảnh hưởng rất lớn tại thánh địa. Cho dù là minh nữ, cũng có phần nể tình với người cổ gia. Ngươi không được sằng bậy. Câu nói cuối cùng của Mục Thanh Phong mới là trọng điểm. Ngươi có biết lai lịch của ta hay không? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Mục Thanh Phong nao nao, sau đó nói. Đừng nói, ta thật không biết lai lịch của ngươi. Ta cho ngươi biết, lai lịch của ta còn lợi hại hơn hắn nhiều. Dương Diệp nói. Cho nên, ngươi đừng sợ. Mục Thanh Phong.
Dương Diệp nhìn về phía Phù Cẩm Tiên, nhưng lại phát hiện Phù Cẩm Tiên lúc này đang nhìn chằm chằm vào nam tử áo xanh kia, ánh mắt oán độc tới mức hắn cũng cảm thấy sợ. Cổ Thiểu, người tới. Thiên Viêm cười nói với Cổ Nhạc Tiên, trong mắt còn có một tia vặn vẹo. Cổ Nhạc Tiên nhìn cũng không thèm nhìn, ánh mắt trực tiếp nhìn lên người Phù Cẩm Tiên, sau đó cười lạnh nói. Vốn là một người xinh đẹp, không nghĩ tới lại biến thành như vậy. Ngươi yên tâm, bản thiếu gia có biện pháp khôi phục diện mạo của ngươi, không những giúp ngươi khôi phục dung mạo, còn có thể làm ngươi xinh đẹp hơn. Đương nhiên, ngươi cần trả giá thật nhiều chính là trở thành con chó cái của bản thiếu gia. Ta làm chó cái, vậy ngươi chẳng phải là con chó đực. Phù Cẩm Tiên cười lạnh nói. Ánh mắt Cổ Nhạc Tiên lạnh như băng, sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói. Có phải ngươi cảm thấy có hắn làm chỗ dựa cho MIP, cho nên, ngươi tự cho rằng có thể đối kháng bản thiếu gia. Ta cho ngươi biết, lát nữa ta sẽ cho ngươi nhìn thấy, chỗ dựa của ngươi không chịu nổi một kích trước mặt Cổ Nhạc Tiên ta. Chấm phẩy. Trong mắt ta, đừng nói ngươi, cho dù ngươi và ca ca ngươi cộng lại cũng không bằng một nửa của hắn. Trong mắt Phù Cẩm Tiên trừ oán độc ra còn có một ít bình thản. Làm càn, Phù Cẩm Tiên, ngươi dám nói chuyện với Cổ Thiếu như thế. Thiên Viêm nhìn chằm chằm vào Phù Cẩm Tiên, hắn giống như con chó xúc động cắn người. Cổ Nhạc Tiên cười lạnh, sau đó nàng nhìn sang Mục Thanh Phong, nói. Mục Thanh Phong, người sáng tạo Bái Nguyệt Điện có chút tình cảm với cổ gia ta, cho nên ta không muốn làm tuyệt. Ta muốn dẫn nữ nhân này đi, nếu như ngươi không ngăn trở, hôm nay ta sẽ không đụng tới Bái Nguyệt Điện. Nàng là người Bái Nguyệt Điện ta. Mục Thanh Phong trầm giọng nói, nếu như giao Phù Cẩm Tiên ra, uy tín tạo dựng được khi Bái Nguyệt Điện đánh man ra sẽ hóa thành cho tàn. Cổ Nhạc Tiên cười lạnh, nói. Nói như vậy, Bái Nguyệt Điện người muốn bảo vệ nàng. Đôi mắt của Mục Thanh Phong nhắm lại, trong lòng nàng lúc này có chút khó xử. Người cổ gia chưa bao giờ đánh qua thánh bảng, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực của bọn họ tuyệt đối rất mạnh, ví dụ như Cổ Nhạc Tiên trước mặt, nếu đi đánh thánh bảng, hắn tuyệt đối có vị trí trong top 5. Nếu như hắn thật sự đối phó Bái Nguyệt Điện, đối với Bái Nguyệt Điện mà nói chính là tai nạn to lớn. Nếu cứ giao Phù Cẩm Tiên ra, uy tín của Bái Nguyệt Điện sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ta rời khỏi Bái Nguyệt Điện. Thời điểm Mục Thanh Phong khó xử, đột nhiên Phù Cẩm Tiên đi tới, nàng nhìn các thành viên Bái Nguyệt Điện chúng quanh, sau đó nói. Thật có lỗi, từ khi gia nhập Bái Nguyệt Điện đến bây giờ, ta chưa từng lập công, ngược lại còn nhiều lần mang phiền toái tới Bái Nguyệt Điện. Hiện tại, ta không thể liên lụy mọi người, đây là chuyện của ta, sẽ do ta giải quyết. Tất nhiều thành viên Bái Nguyệt Điện trầm mặc, kỳ thật, trong nội tâm rất nhiều người bọn họ cũng bất mãn Phù Cẩm Tiên, bởi vì đúng như Phù Cẩm Tiên nói, sau khi nàng đi vào Bái Nguyệt Điện đã mang rất nhiều phiền toái cho Bái Nguyệt Điện. Một hai lần cũng bỏ đi, nhưng phiền toái lại tới không ngừng. Ta cũng rời khỏi Bái Nguyệt Điện. Lúc này, Dương Diệp nói. Sắc mặt mọi người biến hóa, Mục Thanh Phong đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi không cần như thế, chuyện của Phù Cẩm Tiên sẽ do Bái Nguyệt Điện cùng gánh chịu. Phù Cẩm Tiên đi, nàng không cảm thấy cái gì, nhưng Dương Diệp rời đi sẽ là tổn thất to lớn với Bái Nguyệt Điện, bởi vì hai chữ Dương Man lúc này có lực uy hiếp to lớn trong cổ thánh thành. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta rời khỏi Bái Nguyệt Điện, không phải bất mãn Bái Nguyệt Điện, mà là ta không muốn liên lụy tới Bái Nguyệt Điện. Bản thân ta là người thích gây chuyện, đối với loại người như ta mà nói, một người là tốt nhất, bởi vì sẽ không liên lụy tới người khác. Chúng ta sẽ tự giải quyết việc lần này. Ngươi cũng đừng khuyên nữa, ngươi với tư cách điện chủ, không thể phụ trách với một hai người, còn cần phụ trách với tất cả thành viên Bái Nguyệt Điện. Nói xong, Dương Diệp quay người nhìn về phía Phù Cẩm Tiên, nói. Ta xem như hiểu rõ, thánh địa không có nơi cho ngươi dung thân, sau việc hôm nay, ngươi đi về quê của ta. Đi vào trong đó, ngươi ít nhất có thể an tâm tu luyện, phương diện an toàn cũng được bảo đảm, hơn nữa, chỗ đó cũng không có ai nhận ra ngươi, ngươi có thể khôi phục dung mạo quá khứ. Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp, nàng không nói gì. Nàng không có cơ hội rời đi. Lúc này, đột nhiên Cổ Nhạc Tiên nói. Ta nghe nói về ngươi, ngươi một người đánh Thính Tuyết Lâu, lại đánh Man Gia. Những việc này trong mắt ta chỉ là việc nhỏ, biết rõ vì cái gì đến bây giờ người còn sống không? Bởi vì ta cho Minh Nữ mặt mũi, nếu như không phải người quen nàng, ta lúc trước đã giết ngươi. Dương Diệp quay người nhìn về phía Cổ Nhạc Tiên,
sau đó lắc đầu cười cười, nói. Biết không, kỳ thật ta không muốn giết người, thật sự không muốn. Bởi vì giết người, không phải ca của người tới tìm ta, mà là phụ thân và gia gia của người tới tìm ta. Đánh nhỏ thì già đến, đúng là rất phiền. Nhưng mà... Nói đến đây, Dương Diệp lật tay, man thần chùy xuất hiện trong tay, nói. Nhưng không giết ngươi, ngươi lại cảm thấy mình rất trâu bò. Dương Man. Lúc này, đột nhiên Mục Thanh Phong lo lắng nói. Thực lực của hắn ít nhất có thể tiến vào top 5 của thánh bảng, ngươi đừng sằng bậy. Top 5 tháng bảng, cho dù hắn là top 3 thì ta cũng không sợ. Dương Diệp trực tiếp cắt lời của Mục Thanh Phong, man thần chùy trong tay hắn giống như một ngọn núi lớn nện thẳng vào người Cổ Nhạc Tiên. Tất cả mọi người ngây người, cũng không nghĩ tới Dương Diệp nói động thủ là động thủ. Lúc này Cổ Nhạc Tiên cũng sững sờ, hắn cho rằng người hung hăng càn quấy phải là hắn mới đúng, động thủ trước cũng nên là hắn, mà người trước mắt còn hung hăng càn quấy hơn nữa, lại động thủ trước hắn. Miệt thị. Miệt thị Trần Trụi, miệt thị Cổ Nhạc Tiên hắn, càng miệt thị Cổ gia. Muốn chết. Cổ Nhạc Tiên gầm lên một tiếng, tay phải hóa trưởng, hắn xuất trưởng đánh vào man thần chùy của Dương Diệp. Trong quá trình man thần chùy đánh tới, tay phải Cổ Nhạc Tiên dần dần biến lớn, vẫn chưa tới nửa giây, cánh tay phải của hắn lớn gấp 2 lần man thần chùy. Phanh! Bàn tay và man thần chùy va chạm sinh ra tiếng nổ lớn, Cổ Nhạc Tiên khẽ cong hai chân xuống, thân thể của hắn suýt rơi xuống đất. Giờ khắc này, trong mắt của hắn có vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới, lực lượng nhân lực còn có thể khủng bố như thế. Đi xuống cho ta! Dương Diệp thét to một tiếng. Đôi tay cầm man thần chùy. Oanh! Cổ Nhạc Tiên rơi thẳng xuống lòng đất, Dương Diệp đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, lúc này, hai bàn tay to lớn đánh thẳng về phía hắn, Dương Diệp dừng bước lại, man thần chùy nện mạnh xuống. Sau một tiếng nổ lớn, hai trưởng ấn kia biến mất. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lên người Thiên Viêm và đại trưởng lão. C. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên, nói. Thánh địa không dung nạp ngươi, cũng không cho phép ngươi tồn tại. Đi Huyền Giả Đại Lục đi. Tại đó như lời ta nói, ngươi có thể làm lại từ đầu, hơn nữa, ngươi muốn báo thù thì phải tìm được một nơi an toàn để tu luyện. Còn nữa, tối đa 1-2 tháng sau, cả thánh địa sẽ lâm vào đại loạn chính thức, dùng thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không cách nào sinh tồn trong thánh địa. Tại sao lại giúp ta như vậy? Phù Cẩm Tiên hỏi Dương Diệp. Dương Diệp nói, ngươi có tao ngộ giống ta lúc trước, nhưng vẫn khí của ta tốt hơn người. Đạt được một ít kỳ ngộ, cho nên, ta báo thù. Muốn báo thù, đầu tiên phải còn sống, ta nói đến thế thôi. Nói xong, Dương Diệp lấy ra một viên hỏa tinh thạch ngàn năm cho Phù Cẩm Tiên, nói. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất tại chỗ. Cầm hỏa tinh thạch trong tay, ánh mắt Phù Cẩm Tiên ngây ngốc. Đúng lúc này, đột nhiên có giọng nữ vang lên. Cẩm Tiên! Dương khí của người này thật nhiều, giống như mặt trời, cho dù là mấy siêu cấp thiên tài 10 vạn năm trước cũng không hùng hậu bằng hắn. Nếu như hấp thu dương khí, thôn phệ tu vi của hắn, người nhất định có thể một lần hành động đạt tới bán thánh. Giọng nói kia mang theo hưng phấn và điên cuồng. Nghe vậy, sắc mặt Phù Cẩm Tiên lạnh như băng, nói. Nếu ngươi dám sằng bậy, hiện tại ta và ngươi thần hồn câu diệt. Sau nửa ngày, Phù Cẩm Tiên đi. Nàng lại không tiến về hướng Huyền Giả Đại Lục, mà là đi một hướng khác. Dương Diệp lại nhớ tới Cổ Thánh Thành, đương nhiên, lần này hắn không phải trở về hiển nhiên như vậy, mà là vụng trộm trở lại Cổ Thánh Thành. Sau khi trở lại Cổ Thánh Thành, Dương Diệp đi vào truyền tống điện Thánh Đường. Trấn Ngục Tháp. Dương Diệp nhìn lão giả trước mặt, sau đó lấy ra thẻ điểm tích lũy của mình. Lão giả ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau đó tiếp nhận thẻ điểm tích lũy trong tay Dương Diệp. Sau đó 5 vạn điểm tích lũy điểm biến mất trong thẻ của Dương Diệp. Lão giả trả thẻ cho Dương Diệp, nói. Tầng thứ tư, gian đầu tiên. Dương Diệp thu hồi thẻ, hắn đi vào tầng thứ tư. Sau khi nhìn các gian phòng chung quanh, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Kiếm Linh, ta đến đây. Nói xong, Dương Diệp đi vào phòng, một tia sáng màu lam bao phủ Dương Diệp, rất nhanh, Dương Diệp biến mất trong phòng. Không biết trôi qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác chân của mình chạm đất. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn bốn phía, hắn phát hiện lúc này hắn đã ở trong lòng đất. Tuy không phải lòng đất phong bế, bởi vì ngẩng đầu vẫn có thể nhìn thấy bầu trời, chỉ có điều rất sâu,
bởi vì nhìn bầu trời chỉ lớn khoảng 10 trượng. Như vậy tính ra hắn đang ở dưới lòng đất mấy vạn trượng. Chung quanh hắn là từng tòa nhà đá, những nhà đá kia đều lơ lửng trên không trung. Vị trí hắn đứng là một bệ đá, hắn tiến lên một bước và nhìn xuống dưới. Dưới chân hắn một vạn trượng là một tòa tháp đen, trên đỉnh tòa tháp là một thanh kiếm. Kiếm linh bản thể. Đồng tử Dương Diệp hơi co lại, đang muốn xuống dưới, lúc này, một lão giả xuất hiện trước mặt hắn, nhìn thấy lão giả, sắc mặt Dương Diệp hơi biến hóa, bởi vì lão giả trước mặt hắn là bán thánh trung cấp. Đến tu luyện. Lão giả hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Vãn bối lần đầu tiên tới, ta không quen nơi này, xin tiền bối chỉ dẫn một hai. Lão giả nói. Những gian phòng chung quanh ngươi ẩn chứa năng lượng tinh thuần, là địa phương tu luyện. Hơn nữa mỗi nhà đá đều có lối thông xuống thế giới dung nham, bên trong có hỏa tinh thạch tinh thuần, nếu ngươi có lòng tin vào thực lực của mình thì xuống đi. Bên cạnh là trấn ngục tháp, đó là nơi trấn áp huyền giả nghịch loại, chớ tới gần, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Nói xong, lão giả biến mất tại chỗ. Dương Diệp cau mày, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn cảm giác được. Chung quanh có 10 khí tức cường đại, chủ nhân mỗi đạo khí tức đều ít nhất đều là bán thánh giai. Thậm chí hắn còn cảm giác được vài đạo khí tức cường đại mờ mịt. Ít nhất cũng là bán thánh trung cấp. Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp quyết định tạm thời cứ chờ đợi một thời cơ tốt, hoặc nghĩ biện pháp tốt mới động thủ. Tuy hắn hiện tại có nhiều kiếm nô bán thánh, hơn nữa trong đó có một kiếm nô bán thánh trung cấp, nhưng khẳng định còn chưa đủ chống lại những cường giả nơi đây, mặc kệ về số lượng hay chất lượng. Quét mắt nhìn nhà đá chung quanh một vòng, Dương Diệp tùy tiện tiến vào một gian nhà đá không người. Hắn vừa mới tiến vào nhà đá, năng lượng tinh thuần ập tới, Dương Diệp cảm thấy vui vẻ. Dương Diệp lập tức ngồi xếp bằng ở đấy, sau đó hắn lấy hỏa tinh thạch ngàn năm ra và bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong. Hắn hiện tại đã là hoàng giả cảnh tam phẩm đỉnh phong, hắn muốn nhân cơ hội tăng lên hoàng giả cảnh tứ phẩm. Kỳ thật, hiện tại với hắn mà nói. Hoàng giả cảnh tam phẩm và tứ phẩm cũng không có khác nhau quá lớn, nhưng đây là một quá trình cần vượt qua, chỉ có tiến dần từng bước tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, sau đó cuối cùng đột phá bán thánh, quá trình này không thể nhanh, bởi vì nhanh sẽ làm căn cơ bất ổn. Có hỏa tinh thạch ngàn năm, còn có năng lượng tinh thuần chung quanh rót vào người, lúc này Dương Diệp đột phá rất thuận lợi, cũng rất dễ dàng, không tới 3 canh giờ, hắn đã đạt tới hoàng giả cảnh tứ phẩm. Ông! Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng kiếm minh vang lên, cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác cổ sao trong cơ thể bắt đầu rung rung. Dương Diệp ngẫm lại, sau đó hắn đổi quần áo và biến về dung mạo lúc trước, cùng lúc đó, hắn lấy một mặt nạ che mặt ra. Thân phận Dương Man về sau vẫn còn tác dụng, không thể hủy như thế. Sau khi làm xong tất cả, thân hình hắn khẽ động, hắn đi ra cửa và nhìn xuống trấn ngục tháp. Không chỉ có hắn. Rất nhiều người đã đi ra khỏi gian phòng và nhìn về hướng trấn ngục tháp. Lúc này, một giọng nói vang lên. Huyền giả nghịch loại dị động, tất cả mọi người lui trở về trong phòng. Người nói chuyện là cường giả bán thánh giai, tuy như thế nhưng không ai lui về. Phía dưới, kiếm rung rung càng ngày càng nhiều lần, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một lão giả xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp, lão giả lạnh lùng nhìn đám người Dương Diệp, nói. Còn không quay về, muốn chết phải không? Lúc này, một thanh niên nói. Tiền bối không cần quản chúng ta đã có thể tới nơi này, chứng tỏ chúng ta không phải hạng người bình thường, ta nghĩ bọn họ cũng giống như ta, đều hiếu kỳ về huyền giả nghịch loại. Kính xin tiền bối cho chúng ta quan sát huyền giả nghịch loại có năng lực gì, cũng cho chúng ta chuẩn bị tâm lý, được chứ? Lão giả nhìn thanh niên sau nửa ngày, sau đó nói. Cũng được, phổ tâm. Nếu người muốn xem, vậy thì xem đi. Nói xong, lão giả biến mất tại chỗ. Vô tâm thứ ba thánh bảng. Có người cả kinh nói. Ánh mắt những người chung quanh đều nhìn lên người thanh niên vô tâm. Thứ ba thánh bảng, đây chính là thứ hạng rất cao trong thánh địa. Top 10 chính là siêu cấp yêu nghiệt, top 3 chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, bởi vì siêu cấp thiên tài top 3 đều có thể chém giết bán thánh. Dương Diệp cũng nhìn vô tâm. Vị trí thứ ba lúc trước là Hạ Hầu Hiên, nhưng hắn còn nhớ rõ, thực lực Hạ Hầu Hiên lúc trước vô cùng khủng bố, cho dù là hắn cũng suýt không làm gì được đối phương, bởi vậy, hắn hơi tò mò thứ ba thánh bảng hiện tại là thế nào. Vô tâm nhìn tòa tháp phía dưới, trong mắt còn sinh ra hưng phấn, nói.
Chư vị, chúng ta tu hành, mục đích cuối cùng chính là giết huyền giả nghịch loại, đợi tí nữa có huyền giả nghịch loại đi ra, các vị có dám cùng ta giết huyền giả nghịch loại hay không? Không có người trả lời. Huyền giả nghịch loại thế kém nhất cũng là bán thánh giai, cùng chém giết huyền giả nghịch loại. Đừng nói giỡn, phải biết rằng, huyền giả nghịch loại không chỉ là bán thánh, còn có thân thể bất tử. Tính toán thêm ta. Nói chuyện là Dương Diệp, hắn vốn lo không có cớ tới gần hắc tháp, vừa vặn, vô tâm nói đã cho hắn cái cớ. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp mang theo mặt nạ, tất cả nao nao, có người nói. Các hạ, người có biết thực lực huyền giả nghịch loại hay không? Vô tâm đứng thứ ba thánh bảng, từng một mình đánh chết vài tên cường giả bán thánh, thứ cho ta nói thẳng, hắn dám đi giết huyền giả nghịch loại, đó là có thực lực, mà các hạ. Dương Diệp nói, ta tâm lĩnh hảo ý của các hạ, ta đã dám xuống thì ta có nắm chắc. Còn nữa, chư vị từng nghĩ tới chưa, huyền giả nghịch loại sắp xuất thế, mà khi đó, chẳng lẽ các vị còn muốn lui bước như hiện tại? Nếu như chỉ có hai người lao xuống, mục tiêu quá lớn, hắn rất khó tiếp cận bản thể của kiếm linh, nếu như nhiều người cùng lao xuống thì cơ hội sẽ lớn hơn. Bằng hữu nói có lý. Nói chuyện là vô tâm. Chư vị, huyền giả nghịch loại sắp xuất thế, chúng ta sao không thừa dịp hiện tại giao thủ với huyền giả nghịch loại một phen, để cho chúng ta xem mình kém huyền giả nghịch loại bao nhiêu, tránh tương lai bọn chúng xuất thế mà chúng ta không có chút phòng bị nào. Vô tâm nói đúng. Tính toán ta một. Một gã nam tử đi tới. Khi người này đi ra, lại có rất nhiều người lục tục ngo ngoe đứng ra. Lúc này, vô tâm nhìn về phía Dương Diệp, nói. Khí tức huynh đài hùng hậu như vậy, chắc hẳn huynh đài cũng là người trên thánh bảng. Dương Diệp lắc đầu, nói. Chỉ là một tán tu, bởi vì một ít cơ duyên cho nên lại tới đây. Vô tâm liếc mắt nhìn Dương Diệp, biết rõ đối phương không muốn bạo lộ thân phận. Hắn gật đầu, cũng không nói cái gì. Ông! Đúng lúc này, phía dưới có tiếng kiếm minh mạnh hơn trước. Dưới mặt nạ, sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì kiếm linh nên hắn cũng có một ít xúc động. Không cam lòng, nổi giận, luống cuống, oán hận. Cảm nhận được những thứ này, Dương Diệp dùng mình. Hắn rất hiểu cảm thụ của kiếm linh, dù sao, mặc cho ai bị trấn áp 10 vạn năm cũng có oán hận. Hắn hơi bận tâm, sau khi cứu bản thể ra. Hắn có thể khống chế kiếm này hay không? Nếu như kiếm này không bị khống chế, thậm chí cắn trả hắn, khi đó hắn mới tự tìm đường chết. Dù là như thế, hắn vẫn không thể không cứu, bởi vì đây là kiếm linh bản thể, cho dù chỉ có 1/1000 cơ hội thì hắn cũng không buông tha. Đám tay sai, lão tử đi ra, ha ha. Lúc này, một tiếng cười to truyền tới tai mọi người, đỉnh cao nhất của hắc tháp nổ tung, sau đó có cả trăm bóng người lao ra ngoài. Sau khi những bóng người này xuất hiện, chúng dùng tốc độ nhanh nhất bay lên cao. Nhưng rất nhanh, trên trăm cường giả thánh địa mặc áo bào trắng xuất hiện. Muốn đi, đã đi ra thì lưu lại đi. Lão giả mặc trường bào màu trắng gầm lên, những người sau lưng hắn đều xông về phía huyền giả nghịch loại. Phía dưới, đại chiến bắt đầu, các loại năng lượng công kích không ngừng làm không gian chung quanh rung động, sau khi không gian vỡ vụn tại khôi phục, sau khi khôi phục lại bắt đầu vỡ vụn. Rất nhiều người phía trên thấy cảnh này đều sợ hãi. Rất nhiều người đã hiểu rõ, bọn họ không có khả năng nhúng tay vào trình độ chiến đấu như thế, đặc biệt sau khi nhìn thấy rất nhiều. Huyền giả nghịch phải chết và phục sinh trở lại. Ngay cả vô tâm lúc này cũng có chút do dự. Hắn đã giết qua bán thánh, nhưng trong bán thánh cũng có phân mạnh yếu. Những bán thánh hắn giết lúc trước so với bán thánh lại nơi này, tất cả bọn họ không phải cùng một cấp bậc. Các vị! Giết huyền giả nghịch loại, giết. Đúng lúc này, đột nhiên có đạo âm vang lên, mọi người đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một nam tử mang mặt nạ lao xuống. Nhìn thấy cảnh này, vô tâm hổ thẹn, bởi vì người này có cảnh giới thấp hơn hắn nhưng lại dám xông lên trước tiên, mà hắn lại lùi bước. Vô tâm hít sâu một hơi, sau đó nói. Các vị, cùng lao lên giết cùng ta. Nói xong, hắn đã lao xuống phía dưới. Vào lúc này, vô tâm kéo rất nhiều người. Chỉ ít có hơn 20 người đi theo hắn cùng lao xuống. Phía dưới, nhìn thấy đám người vô tâm lao xuống, lão giả áo trắng cầm đầu hét lớn. Chạy trở về đi, các ngươi muốn. Phanh. Nhưng hắn đã im lặng, bởi vì hắn nhìn thấy nam tử mang mặt nạ xuất kiếm chém một huyền giả nghịch loại thành hai khúc. Nam tử mang mặt nạ chính là Dương Diệp, tốc độ của hắn cực nhanh,
hắn không ngừng lao xuống phía dưới, trên đường đi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, kiếm khí tung hoành ngang dọc, huyền giả nghịch loại không lui sẽ bị tổn thương. Rất nhanh, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Diệp đã đi tới đỉnh tháp. Lão giả áo trắng cầm đầu biến sắc, giận dữ hét. Nhanh rời đi, thần kiếm có linh, sẽ tự mình phòng vệ. Quả nhiên, sau khi Dương Diệp tới gần chuôi kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra từ thanh kiếm, sắc mặt Dương Diệp thay đổi nhưng lại không kịp né tránh, nhưng ngoài ý muốn là, đạo kiếm khí kia lại xuyên qua thân thể Dương Diệp, nó bắn về phía sau người Dương Diệp, cũng chém một tên huyền giả nghịch loại thành hai khúc. Dương Diệp sững sờ, sau đó hắn vui vẻ, thân hình khẽ động, hắn đi tới trước thân kiếm, tay phải trực tiếp cầm chặt chuôi kiếm, sau đó hắn rút ra. Hắn sửng sốt lần nữa, bởi vì rút bất động. Rất nhanh, hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, sau đó hắn lại dùng sức rút ra. Nhưng mà, chuôi kiếm này vẫn không nhúc nhích. Rút không lên. Dưới mặt nạ, đồng tử của Dương Diệp co rụt kịch liệt, mà lúc này, hắn cảm giác vài lão giả áo trắng đang bay tới. Hiển nhiên, đối phương đã biết rõ ý đồ của hắn. Làm sao bây giờ? Đi. Cứ đi như vậy, hắn làm sao cam tâm cơ chứ? Đang nói, nếu như đi hiện tại, hắn muốn cứu bản thể kiếm linh lần nữa là việc khó hơn lên trời. Cho nên, hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Tay phải của Dương Diệp vung lên, kiếm nô bán thánh Lâm Hộ Pháp và 10 tên khôi lỗi bán thánh xuất hiện lần nữa, bọn họ ngăn cản các cường giả bán thánh đang bay tới. Khôi lỗi bán thánh, rốt cuộc ngươi là ai? Sau lưng, lão giả kia khiếp sợ nói, sau đó không ngừng có âm thanh nổ tung vang lên sau lưng Dương Diệp. Ánh mắt Dương Diệp nhìn vào chữ chấn, phía trên, nhìn chữ chấn kia, trong mắt Dương Diệp bắn ra một tia hàn quang đáng sợ, vọng nguyệt kiếm trong tay bổ mạnh một cái. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên, chữ chấn, rung động mạnh, vọng nguyệt kiếm của Dương Diệp còn rung mạnh hơn chữ chấn, hơn nữa Dương Diệp kinh hãi phát hiện, trên thân vọng nguyệt kiếm còn xuất hiện vết rách. Làm càn, kiếm này chính là mấu chốt chấn áp huyền giả nghịch loại, người mà pơ trá hủy nó. Tất cả huyền giả nghịch loại sẽ không còn ước thúc, lúc đó huyền giả nghịch loại đi ra, người có biết hậu quả hay không? Xa xa, lão giả áo trắng cầm đầu giao thủ với kiếm nô bán thánh Lâm Hộ Pháp đã giận dữ hét lên. Dương Diệp không để ý tới lão giả, hắn nhìn chữ chấn, hắn không dám có lòng xem thường, cổ tay của Dương Diệp hơi rung động, vọng nguyệt kiếm đổi thành man thần chùy, đôi tay cầm lấy man thần chùy, Dương Diệp bổ mạnh vào chữ chấn, trên cao. Lúc này. Hắn đã không còn lưu thủ, hắn còn vận dụng cả thượng man thần giáp, bởi vậy, một búa của hắn có thể phá vỡ không gian. Phanh! Man thần chùy đánh thẳng vào chữ chấn, man thần chùy và chữ chấn, đều rung động mạnh, Dương Diệp lại giơ man thần chùy lên bổ xuống lần nữa. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, chữ chấn, đã nổ tung trước mặt mọi người. Làm càn! Xa xa, ánh mắt lão giả áo bào trắng như nứt ra. Đôi mắt hắn đỏ bừng tới mức đáng sợ. Dương Diệp cũng mặc kệ nhiều như vậy, tay phải cầm lấy chuôi kiếm, lúc này hắn dùng tất cả khí lực để rút kiếm, nhưng khi rút kiếm lại có cảm xúc oán hận không cam lòng, uống cuống, giận dữ, điên cuồng truyền vào đầu hắn, hắn cũng có sinh ra những cảm xúc đó. Cũng may, Dương Diệp nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, Dương Diệp kinh hãi nhìn kiếm trong tay, hắn không nghĩ tới thanh kiếm này có thể làm loạn tinh thần của hắn. Nhưng hắn có kiếm tâm thông minh, lại tĩnh ngộ kiếm ý thiên giai nhị trọng. Không ngờ khi cầm thanh kiếm này lại bị cảm xúc mặt trái ảnh hưởng. Tâm niệm vừa động, cổ sao xuất hiện trước mặt, Dương Diệp trực tiếp cắm thanh kiếm vào trong cổ sao, sau đó xoay người vung tay phải lên, hắn thu những kiếm nô bán thánh kia lại. Chân phải của hắn đạp mạnh vào ngọn tháp, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, hắn tao thắng lên cao. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Lão giả áo trắng giận dữ hét lên. Nhưng thời khắc Dương Diệp rời khỏi ngọn tháp, đột nhiên chấn ngục tháp rung động mạnh, lão giả áo trắng lại quát lớn. Tất cả mọi người trở lại chấn thủ chấn ngục tháp, không cần quan tâm tới hắn. Nhìn thấy chấn ngục tháp rung động mạnh giống như muốn vỡ ra, những lão giả áo trắng còn lại hoảng hốt, rốt cuộc cũng không thể bỏ mặc huyền giả nghịch loại, đám người kia lập tức lao ra khỏi chấn ngục tháp. Đám huyền giả nghịch loại cũng không có dừng lại. Tất cả đều phóng thẳng lên trời, bọn họ lao tới lối ra. Bởi vì mọi người đều biết rõ ràng, Thánh Địa khẳng định sẽ phái rất nhiều viện quân tới, nếu lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết. Ngay vào lúc Dương Diệp sắp tới lối ra,
một quái vật khổng lồ xuất hiện tại lối ra, toàn thân quái vật khổng lồ xuất hiện màu đen kịt, đầu sư tử, sừng hươu, hổ mắt, thân nai, long lân, đuôi trâu, cái đuôi như đuôi rồng. Quái vật khổng lồ lúc này gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt bắn ra hào quang âm hàn, khí tức ác độc, làm cho toàn thân Dương Diệp cực kỳ không thoải mái. Kỳ lân trong truyền thuyết. Dương Diệp kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy kỳ lân trong truyền thuyết. Nhưng kỳ lân không phải thuộc về thủy thú sao? Mà kỳ lân trước mặt không phải là thủy thú, nếu như là thủy thú, trên người tuyệt đối sẽ không tỏa ra khí tức âm hàn ác độc, giống như nó tập trung tất cả ác niệm trong thiên địa vào người. Kỳ lân màu đen mở miệng ra, hình như muốn tấn công Dương Diệp, vào lúc này có tiếng người trên từng kỳ lân vang lên. Tiểu Hắc, chính sự quan trọng hơn. Dương Diệp nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy có một nam tử xuất hiện trên lưng của kỳ lân, nam tử mặc trường bào màu vàng lợt, phía trên trường bào còn phủ kín phù lục, những phù lục này giống như vật còn sống, chúng không ngừng lưu động trên trường bào, nam tử có tướng mạo cực kỳ anh tuấn, gương mặt như đao gọt, bên hông còn cắm một xích kiếm màu đen. Trái tay còn cầm quyển trục có hoa văn kỳ lạ, trên gương mặt tuấn tú còn mang theo khí chất bất cần đời, trên người lại tỏa ra khí chất cực kỳ nho nhã. Dương Diệp nhìn chằm chằm vào nam tử mỉm cười, một tấm phù lục xuất hiện trong tay hắn, nói. Nếu như ta thúc giục phù lục này, lối ra nơi này sẽ bị phong ấn, tin tưởng ta, cho dù ngươi là bán thánh cũng trốn không thoát. Cổ tay của Dương Diệp khẽ động, chấn giới thạch xuất hiện trong tay, cùng lúc đó. Kiếm ý thiên giai nhị trọng điên cuồng tuôn ra, giống như ngọn núi bao phủ lấy nam tử và kỳ lân trước mặt, từng đạo kiếm quang sáng ngời tuôn ra khỏi cơ thể của hắn, không qua một giây, vạn chuôi huyền kiếm tạo thành viên cầu bao phủ hắn và nam tử kia vào trong. Ta ra không được, ta sẽ chết, trước khi ta chết, ta có thể kéo ngươi chết chung hay không? Dương Diệp nhìn xem nam tử nói. Nam tử dò xét nhưng không có chút kinh hoàng thất thế, hắn chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi. Cuối cùng hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. 20 tuổi, kiếm ý thiên giai nhị trọng đỉnh phong, còn có kiếm tâm thông minh, chậc chậc, thật khó lường, tại thế giới này, trừ mấy biến thái trong U Minh Điện ra, ta không ngờ còn xuất hiện người như người. Người muốn dựa vào những thứ này kéo ta làm đệm lưng thì không thể nào. Dương Diệp vung tay phải lên, 10 bộ khôi lỗi bán thánh xuất hiện khắp bốn phía, nói. Hiện tại thì sao? Nam tử nhìn Dương Diệp nửa ngày. Sau đó nói, người đi đi, có cơ hội chúng ta sẽ luận bàn một chút. Như người mong muốn. Dương Diệp nói xong, tâm niệm vừa động, hắn thu hồi vạn chuôi huyền kiếm đạo giai và khôi lỗi bán thánh, sau đó thân hình khẽ động, hắn hóa thành kiếm quang bay đi. Lúc Dương Diệp đi rồi, phù lục trước mặt nam vỡ vụn, sau đó một đạo hào quang bao phủ lối ra, những huyền giả nghịch loại kia lao tới lối ra nhưng không có người nào có thể thoát ra khỏi hào quang này. Mà đúng lúc này, tại truyền tống đài chung quanh, từng đạo hào quang hiện lên, một bán thánh xuất hiện ở giữa sân, không qua bao lâu đã có 100 cường giả bán thánh xuất hiện tại nơi này. Thần Mô Đại Sư, kính xin ngươi xuất thủ tương trợ. Một lão giả áo bào trắng xuất hiện trước mặt nam tử, giọng nói của hắn còn mang theo lo lắng, bởi vì trấn ngục tháp đã lung lay sắp đổ, giống như tùy thời sẽ sập. Nhìn trấn ngục tháp phía dưới. Trong mắt nam tử thần mô lộ ra một tia ngưng trọng, nói. Các ngươi hiện tại không thể đi ra ngoài. Nói xong, hắn mang theo kỳ lân màu đen bay tới đỉnh tháp. Thanh kiếm màu đen bên hông thần mô bay lên không trung, hắn nói. Dùng thiên địa làm phù, dùng nhật nguyệt làm bút, dùng đại đạo làm dẫn, phong thiên phù, hiện. Nói xong, thanh kiếm màu đen của thần mô lắc lư, thiên địa phạm vi mấy vạn trượng lắc lư. Vô số năng lượng từ bầu trời và mặt đất rót vào trong thân kiếm. Lão giả bên cạnh thần mô hoảng hốt, bởi vì hắn cảm giác được, linh khí chung quanh bị rút đi sạch sẽ. Tất cả đều hội tụ vào thanh kiếm của nam tử này. Rất nhanh, một tấm phù lục dài 10 trượng, rộng 3 trượng xuất hiện, gương mặt của thần mô tái nhợt như tờ giấy. Chấn! Thần mô gầm lên một tiếng, xích kiếm trong tay hắn chĩa xuống. Tấm phù cực lớn như ngọn núi nặng ngàn vạn cân đè lên trên trấn ngục tháp, một đạo năng lượng màu vàng xuất hiện, trấn ngục tháp đang rung động mạnh cũng dừng lại. Nhìn thấy cảnh này, lão giả bên cạnh thở ra một hơi. Lúc này thần mô nói, phù này nhiều nhất chỉ có thể trấn áp bọn chúng nửa tháng, sau nửa tháng, năng lượng bên trong hao hết, phù này sẽ không còn tác dụng. Cho nên,
Trong thời gian đó các ngươi không ngừng cho cường giả bán thánh rót năng lượng vào trong tấm phù này, như vậy có thể chèo chống 2 tháng. Ta hiểu. Lão giả áo trắng vội vàng gật đầu. Thần mô nhìn trấn ngục tháp phía dưới, nói. 2 tháng sau, là sống hay là chết, cứ đánh một trận sẽ rõ. Nói xong, hắn vỗ vỗ đầu kỳ lân, kỳ lân hiểu ý, nó thét lên một tiếng và hóa thành hào quang bay đi. Dương Diệp chạy ra bên ngoài, hắn một đường chạy như điên, trên mặt Dương Diệp lúc này chỉ có hưng phấn và kích động. Sau khi đạt được thanh kiếm này, hắn có thể chân chính nắm giữ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, càng nắm giữ áo nghĩa kiếm vực chính thức. Từ nay về sau, giết bán thánh như giết chó. Nghĩ vậy, Dương Diệp suýt nữa hưng phấn cười to. Nhưng rất nhanh, hắn dừng lại, nụ cười trên mặt căng cứng. Bởi vì trước mặt hắn là tộc trưởng Hỏa Linh tộc, bên cạnh còn có 11 bán thánh của Hỏa Linh tộc, trong đó có Thiên Viêm và Đại trưởng lão. Dương Diệp, ta nghĩ đời này ngươi không thể xuất hiện đấy. Tộc trưởng Hỏa Linh tộc giận dữ nói. Vừa rồi cảm nhận được kiếm khí của ngươi nên ta lập tức chạy tới, trời xanh không phụ lòng người, rốt cuộc cũng cho ta nhìn thấy ngươi. Mối thù diệt Hỏa Linh tộc ta, hôm nay, ngươi sẽ hoàn lại lại. Thì ra kiếm ý đã làm mình bại lộ. Dương Diệp nhìn chung quanh, hắn kinh ngạc phát hiện, cổ thánh thành lại cách nơi này không xa, thì ra trấn ngục tháp nằm cách cổ thánh thành không xa. Nhìn tộc trưởng Hỏa Linh tộc và 11 vị bán thánh, Dương Diệp chẳng những không có chút e ngại nào, ngược lại hắn còn có một tia hưng phấn, nói. Lão cẩu, hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn thấy Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính. Nói xong, Dương Diệp nắm chặt chuôi kiếm, sau đó rút mạnh ra. Xuy, một đạo kiếm quang xuất hiện giữa sân, thân thể một bán thánh Hỏa Linh tộc đang giao thủ với kiếm nô bán thánh đã cứng đờ, trước ngực hắn xuất hiện một lỗ kiếm. Dương Diệp vung tay phải thu thân thể Hỏa Linh tộc bán thánh vào trong Hồng Mông tháp. Đánh chết một gã bán thánh, Dương Diệp và kiếm nô bán thánh lại tiến về bán thánh Hỏa Linh tộc khác, lúc này là 3-1, có 2 gã kiếm nô bán thánh kiềm chế, Dương Diệp phi thường thuận lợi đâm xuyên qua ngực bán thánh của Hỏa Linh tộc. 4-1, 5-1, rất nhanh, nơi này chỉ còn 3 người, tộc trưởng Hỏa Linh tộc, còn có Thiên Viêm và Đồng Phần. Lúc này đây, 9 tên kiếm nô bán thánh vây công tộc trưởng Hỏa Linh tộc, còn 2 kiếm nô bán thánh đang kiềm chế Thiên Viêm và Đồng Phần. Lúc này sắc mặt 3 người Hỏa Linh tộc như cho tàn, hiện tại Hỏa Linh tộc đã chân chính diệt tộc. Bởi vì không có bọn họ, các tộc nhân Hỏa Linh tộc sẽ biến thành cừu non mặc người ta chém giết tại cổ thánh thành, một khi huyền giả nghịch loại xuất thế, không có người bảo hộ, những người kia tuyệt đối sống không nổi. Lúc này trong lòng tộc trưởng Hỏa Linh tộc đã hối hận thật sự. Nếu như lúc trước giết Thiên Viêm, để cho Dương Diệp rời đi, Hỏa Linh tộc cũng không bị diệt, bọn họ hiện tại cũng khôn chết. Hy sinh một Thiên Viêm đổi lấy cả Hỏa Linh tộc bình an. Đáng tiếc, hắn lại lựa chọn diệt sát Dương Diệp. Không nói trước kia, chỉ nói hiện tại, hắn không nên đi tìm Dương Diệp, như vậy Hỏa Linh tộc sẽ không diệt tộc. Bất kể là tộc trưởng Hỏa Linh tộc hay là Thiên Viêm hoặc là Đồng Phần, quanh họ lúc này đều bị tổn thương, bị thua thân vẫn là nhất định. Dương Diệp nhìn Thiên Viêm, nói. Biết rõ vì sao ta giữ các ngươi lại không? Bởi vì ta cảm thấy giết ngươi quá dễ dàng thì tiện nghi cho ngươi. Tiểu Man chết, ta muốn ngươi phải nhận hết đau đớn cùng cực mới được chết. Nghĩ đến Tiểu Man, toàn thân Dương Diệp bộc phát sát ý ác liệt, đó là tổn thương không thể xóa trong đời của hắn. Dương Diệp, ngươi muốn lão phu cần xin tha thứ sao? Ha ha! Thiên Viêm cười như điên, nói. Ngươi cho rằng lão phu sẽ cầu xin ngươi tha thứ sao? Ngươi nằm mơ, lão phu chỉ hối hận lúc đó không dập nồi dìm thuyền giết ngươi, lưu lại mối họa như ngươi làm gì. Cũng không có việc gì, cho dù ta chết, ngươi cũng sống không lâu, thánh đường sẽ không bỏ qua cho ngươi, ha ha. Siêu 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 siêu. 4 đạo kiếm quang xuất hiện, Thiên Viêm hét thảm một tiếng, 4 chuôi kiếm đóng đinh há lên mặt đất, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn đi tới trước mặt Thiên Viêm. Chân phải đạp nát lồng ngực của Thiên Viêm, sau đó nói. Ngươi lúc trước muốn rút hồn phách của ta dìm vào trong vực sâu, từ đó để cho địa hỏa thiêu đốt sao? Đáng tiếc ngươi làm không được, không sao, ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị đó. Nói xong, tay phải của Dương Diệp đặt lên đầu của Thiên Viêm, sau đó hấp lực tuôn ra. A hát! Thiên Viêm lập tức hét thảm thiết. Rất nhanh, hồn phách của Thiên Viêm bị Dương Diệp rút ra. Bị rút hồn phách là việc rất đau đớn, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thế cho nên gương mặt thi thể Thiên Viêm đã vặn vẹo biến hình.
Dương Diệp không nói nhảm, hắn trực tiếp ném hồn phách của Thiên Viêm cho một gã kiếm nô bán thánh, thân hình tên kiếm nô bán thánh khẽ động, nó lập tức tiến sâu vào lòng đất. Nên chấm dứt. Cổ tay của Dương Diệp khẽ động, trường kiếm bắn ra một đạo kiếm quang bắn về phía tộc trưởng Hỏa Linh tộc, tộc trưởng Hỏa Linh tộc đã nỏ mạnh hết đà, bởi vậy, Dương Diệp không khó khăn khi đâm chết đối phương. Bán thánh trung cấp, vẫn lạc. Đôi mắt tộc trưởng Hỏa Linh tộc nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, thẳng đến khi hắn chết đi cũng như thế. Thu thi thể tộc trưởng Hỏa Linh tộc, Dương Diệp nhìn về phía Đồng Phần, sau đó nói. Ngươi đi đi. Vì cái gì? Đồng Phần trầm giọng nói. Nếu như tiểu man còn sống, nàng tuyệt đối không để cho ta giết gia gia của nàng, người nên may mắn vì có cháu gái như vậy. Dương Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn Đồng Phần và xoay người rời. Gì? Nhìn bóng lưng Dương Diệp rời đi, Đồng Phần đứng im lặng tại chỗ nửa ngày và rời đi. Sau khi rời đi một lúc, Dương Diệp dừng lại, lúc này, vỏ cổ sao trong tay hắn rung động, sau đó một đạo kiếm quang xuất hiện, kiếm linh đã đi ra. Chỉ có điều kiếm linh lúc này đã khác, quần áo màu đỏ thẫm, gương mặt lãnh diễm tới mức tận cùng, trong mắt nàng tràn ngập lệ khí cùng sát ý. Dương Diệp cau mày, đúng lúc này, đột nhiên kiếm linh dùng chỉ thay kiếm, một ngón tay điểm về phía Dương Diệp. Trong chốc lát, vạn đạo kiếm khí bắn thẳng về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Xuy, một đạo kiếm quang xuất hiện giữa sân, thân thể một bán thánh Hỏa Linh tộc đang giao thủ với kiếm nô bán thánh đã cứng đờ, trước ngực hắn xuất hiện một lỗ kiếm. Dương Diệp vung tay phải thu thân thể Hỏa Linh tộc bán thánh vào trong Hồng Mông tháp. Đánh chết một gã bán thánh, Dương Diệp và kiếm nô bán thánh lại tiến về bán thánh Hỏa Linh tộc khác, lúc này là 3-1, có hai gã kiếm nô bán thánh kiềm chế, Dương Diệp phi thường thuận lợi đâm xuyên qua ngực bán thánh của Hỏa Linh tộc. 4-1, 5-1, rất nhanh, nơi này chỉ còn 3 người, tộc trưởng Hỏa Linh tộc, còn có Thiên Viêm và Đồng Phần. Lúc này đây, 9 tên kiếm nô bán thánh vây công tộc trưởng Hỏa Linh tộc, còn 2 kiếm nô bán thánh đang kiềm chế Thiên Viêm và Đồng Phần. Lúc này sắc mặt 3 người Hỏa Linh tộc như cho tàn, hiện tại Hỏa Linh tộc đã chân chính diệt tộc. Bởi vì không có bọn họ, các tộc nhân Hỏa Linh tộc sẽ biến thành cừu non mặc người ta chém giết tại cổ thánh thành, một khi huyền giả nghịch loại xuất thế, không có người bảo hộ, những người kia tuyệt đối sống không nổi. Lúc này trong lòng tộc trưởng Hỏa Linh tộc đã hối hận thật sự, nếu như lúc trước giết Thiên Viêm, để cho Dương Diệp rời đi, Hỏa Linh tộc cũng không bị diệt, bọn họ hiện tại cũng khôn chết. Hy sinh một Thiên Viêm đổi lấy cả Hỏa Linh tộc bình an. Đáng tiếc, hắn lại lựa chọn diệt sát Dương Diệp. Không nói trước kia, chỉ nói hiện tại, hắn không nên đi tìm Dương Diệp, như vậy Hỏa Linh tộc sẽ không diệt tộc. Bất kể là tộc trưởng Hỏa Linh tộc hay là Thiên Viêm hoặc là Đồng Phần, banh họ lúc này đều bị tổn thương, bị thua thân vẫn là nhất định. Dương Diệp nhìn Thiên Viêm, nói. Biết rõ vì sao ta giữ các ngươi lại không? Bởi vì ta cảm thấy giết ngươi quá dễ dàng thì tiện nghi cho ngươi. Tiểu man chết, ta muốn ngươi phải nhận hết đau đớn cùng cực mới được chết. Nghĩ đến tiểu man, toàn thân Dương Diệp bộc phát sát ý ác liệt, đó là tổn thương không thể xóa trong đời của hắn. Dương Diệp, ngươi muốn lão phu cần xin tha thứ sao? Ha ha! Thiên Viêm cười như điên, nói. Ngươi cho rằng lão phu sẽ cầu xin ngươi tha thứ sao? Ngươi nằm mơ! Lão phu chỉ hối hận lúc đó không dập nồi dìm thuyền giết ngươi, lưu lại mối họa như ngươi làm gì. Cũng không có việc gì, cho dù ta chết, ngươi cũng sống không lâu, thánh đường sẽ không bỏ qua cho ngươi, ha ha. Siêu 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 siêu. 4 đạo kiếm quang xuất hiện, Thiên Viêm hét thảm một tiếng, 4 chuôi kiếm đóng đinh há lên mặt đất, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn đi tới trước mặt Thiên Viêm, chân phải đạp nát lồng ngực của Thiên Viêm, sau đó nói. Ngươi lúc trước muốn rút hồn phách của ta dìm vào trong vực sâu, từ đó để cho địa hỏa thiêu đốt sao? Đáng tiếc ngươi làm không được, không sao, ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị đó. Nói xong, tay phải của Dương Diệp đặt lên đầu của Thiên Viêm, sau đó hấp lực tuôn ra. A hát! Thiên Viêm lập tức hét thảm thiết. Rất nhanh, hồn phách của Thiên Viêm bị Dương Diệp rút ra, bị rút hồn phách là việc rất đau đớn, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thế cho nên gương mặt thi thể Thiên Viêm đã vặn vẹo biến hình. Dương Diệp không nói nhảm, hắn trực tiếp ném hồn phách của Thiên Viêm cho một gã kiếm nô bán thánh, thân hình tên kiếm nô bán thánh khẽ động, nó lập tức tiến sâu vào lòng đất. Nên chấm dứt. Cổ tay của Dương Diệp khẽ động,
trường kiếm bắn ra một đạo kiếm quang bắn về phía tộc trưởng Hỏa Linh tộc. Tộc trưởng Hỏa Linh tộc đã nỏ mạnh hết đà, bởi vậy, Dương Diệp không khó khăn khi đâm chết đối phương. Bán thánh trung cấp, vẫn lạc. Đôi mắt tộc trưởng Hỏa Linh tộc nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, thẳng đến khi hắn chết đi cũng như thế. Thu thi thể tộc trưởng Hỏa Linh tộc, Dương Diệp nhìn về phía Đồng Phần, sau đó nói. Ngươi đi đi. Vì cái gì? Đồng Phần trầm giọng nói. Nếu như Tiểu Man còn sống, nàng tuyệt đối không để cho ta giết gia gia của nàng, người nên may mắn vì có cháu gái như vậy. Dương Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn Đồng Phần và xoay người rời. Gì? Nhìn bóng lưng Dương Diệp rời đi, Đồng Phần đứng im lặng tại chỗ nửa ngày và rời đi. Sau khi rời đi một lúc, Dương Diệp dừng lại, lúc này, vỏ cổ sao trong tay hắn rung động, sau đó một đạo kiếm quang xuất hiện, kiếm linh đã đi ra. Chỉ có điều kiếm linh lúc này đã khác, quần áo màu đỏ thẫm, gương mặt lãnh diễm tới mức tận cùng, trong mắt nàng tràn ngập lệ khí cùng sát ý. Dương Diệp cau mày, đúng lúc này, đột nhiên kiếm linh dùng chỉ thay kiếm, một ngón tay điểm về phía Dương Diệp. Trong chốc lát, vạn đạo kiếm khí bắn thẳng về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Những kiếm khí này dày đặc như mưa to, chúng không có chút khe hở nào, mỗi đạo kiếm khí lại ẩn chứa kiếm ý thiên giai nhị trọng. Kiếm khí nhiều lại mạnh, tốc độ còn cực nhanh, tăng thêm Dương Diệp không ngờ kiếm linh ra tay với hắn, bởi vậy hắn bất ngờ không đề phòng nên bị kiếm khí bao phủ. Ngươi yếu như thế, làm sao xứng làm chủ nhân của ta? Nhìn kiếm khí bao phủ Dương Diệp, kiếm linh cười mỉa mai, nhưng sau đó nàng xoay người muốn đi. Một tiếng vang lớn sinh ra, kiếm khí của kiếm linh đã nổ tung. Kiếm linh cau mày, nàng xoay người nhìn Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp đã mặc man thân giáp. Lúc trước không cách nào tránh né, Dương Diệp đành phải lập tức mặc man thần giáp, cũng may, kiếm khí của kiếm linh mạnh nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của man thần giáp. Ngươi không phải kiếm linh. Dương Diệp cầm vọng nguyệt kiếm trong tay, kiếm khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, tất cả đều bao phủ kiếm linh nhưng làm cho Dương Diệp kinh hãi là, kiếm ý của hắn cách kiếm linh chưa tới một trường thì không thể tới gần, giống như bị cái gì đó ngăn cản. Ánh mắt kiếm linh nhìn man thần giáp của Dương Diệp, sau đó nói. Thì ra dựa vào ngoại vật, ngươi cũng không gì hơn cái này, thật không biết tại hao nàng nhìn chúng ngươi, lại muốn nhận ngươi làm chủ nhân, đúng là buồn cười đến cực điểm. Nói xong, đột nhiên kiếm linh há mồm khẽ hấp, một cổ hấp lực tuôn ra, kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp bị nàng hút vào miệng. Dương Diệp kinh hãi. Kiếm ý thiên giai tam trọng. Kiếm linh có kiếm ý thiên giai tam trọng. Kiếm linh tham lam nói. Kiếm ý cũng không tệ, nhưng thật buồn cười là, ngươi dám thi triển kiếm ý trước mặt ta, chẳng lẽ ngươi không biết, ta miễn dịch với tất cả kiếm ý và kiếm khí hay sao? Bởi vì, ta là kiếm thể thuần túy, có thể hấp thu tất cả kiếm ý cùng kiếm khí. Miễn dịch kiếm ý. Dương Diệp nheo mắt, hắn hít sâu một hơi, vọng nguyệt kiếm trong tay hắn đổi thành man thần chùy, sau đó nói. Ta chỉ hỏi một câu. Rốt cuộc ngươi có phải kiếm linh hay không? Ta đương nhiên là kiếm linh. Nữ tử cười lạnh nói. Ta hiểu ý của ngươi, ngươi nhìn thấy trước kia chính là ta, chỉ có điều, đó là ta không trọn vẹn, mà bây giờ, chúng ta thần hồn dung hợp, hiện tại đứng trước mặt ngươi mới thật sự là kiếm linh, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp nhìn kiếm linh nửa ngày, cuối cùng hắn lắc đầu, sau đó nói. Ngươi đi đi. Trong mắt kiếm linh sinh ra kinh ngạc, nói. Như thế nào, lạt mềm buộc chặt sao? Dương Diệp hết hứng thú, đúng thế, trải qua thiên tân vạn khổ đổi lấy kết quả này, mặc cho ai cũng cảm thấy không thoải mái. Hắn khoát khoát tay, nói. Không có người trợ giúp, kiếm đạo của ta nhất định sẽ đi quanh co, hơn nữa, ngươi còn cứu ta nhiều lần. Nói tóm lại, tuy ta cứu người, nhưng nhiều lắm là huề nhau, ngươi cũng không nợ ta cái gì. Kiếm linh nói. Ngươi cũng biết, không có ta. Ngươi không thể thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, mà hai kiếm sau của Thiên Tuyệt kiếm, ngươi cũng không học được. Ngươi có ý gì mà? Dương Diệp có chút khó chịu nói. Ngươi không muốn đi theo ta, còn nói những việc này thì làm được gì? Hơn nữa ngươi muốn chạy trốn, ta nghĩ ta không thể ngăn cản ngươi được. Đúng là không thể ngăn không được, bởi vì thực lực kiếm linh thấp nhất là bán thánh. Tăng thêm đối phương miễn dịch kiếm khí kiếm ý, bởi vậy. Hắn không có biện pháp làm gì đối phương. Ta cải biến chủ ý. Kiếm linh nói. Có ý gì?
Dương Diệp nhíu mày, nữ nhân trước mắt cũng không phải kiếm kinh ban đầu, nữ nhân này nhìn là biết không phải hạng người lương thiện. Kiếm Linh nói, ta cần không ngừng hấp thu kiếm ý mới có thể trưởng thành, kiếm ý và kiếm tu bình thường không thể thỏa mãn nhu cầu của ta, mà ngươi, miễn cưỡng đúng quy cách. Ta sẽ không nhận, ngươi làm chủ nhân, nhưng chúng ta có thể hợp tác. Có lẽ ngươi cũng hiểu, loạn thế sắp diễn ra, nếu chúng ta hợp tác, song phương sẽ có lợi. Chỗ tốt của ta thế nào? Dương Diệp hỏi, nếu như là kiếm linh ban đầu, hắn tự nhiên sẽ không so đo như vậy, nhưng kiếm linh hiện tại không so đo thì không được, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, đối phương đang tính toán hắn. Ta có thể chỉ điểm ngươi tu hành. Kiếm linh nói, còn có thể truyền thụ cho ngươi hai kiếm còn lại trong thiên tuyệt kiếm, thậm chí còn có thể truyền thụ cho ngươi kiếm kỹ lợi hại hơn thiên tuyệt kiếm. Có thêm một điều kiện. Dương Diệp nói, cái gì? Nói cho ta biết kiếm vực dùng như thế nào. Đối với Dương Diệp mà nói, kiếm vực mới được là chính yếu nhất, chính thức nắm giữ kiếm vực, hắn mới có vốn liếng đối kháng với đám lão quái vật kia. Kiếm Linh nhìn Dương Diệp, nàng không nói gì. Như thế nào, chẳng lẽ có khó khăn sao? Dương Diệp hỏi. Hay là nói, ngươi cũng không biết. Ta biết rõ. Kiếm Linh nói. Nhưng ta không nói cho ngươi biết, ít nhất tạm thời sẽ không. Vì cái gì? Dương Diệp nhíu mày. Không tại sao cả. Kiếm Linh lạnh lùng nói. Khóe mắt Dương Diệp co lại, lúc này hắn có xúc động muốn đánh Kiếm Linh nhưng hắn vẫn nhịn xuống, nói. Thực lực của ta còn không bằng đám lão quái vật cường giả bán thánh, cho nên, ta phải nắm giữ kiếm vực chính thức, chỉ có như vậy, ta mới có thể chống lại những lão quái vật kia. Ngươi đã biết rõ phương pháp sử dụng kiếm vực chính thức, vậy thì nói cho ta biết, xem như chúng ta quen biết một hồi, như thế nào. Kiếm Linh nói, người nắm giữ kiếm vực cũng không tính là kiếm vực chính thức. Có ý tứ? Dương Diệp hỏi. Kiếm Linh nói, trước khi ta khôi phục toàn bộ thương thế, ta không sẽ nói cho người biết áo nghĩa chân chính của kiếm vực. Kiếm vực có thể uy hiếp người? Dương Diệp hỏi. Đúng. Kiếm Linh rất thẳng thắn. Dương Diệp nhìn Kiếm Linh nửa ngày, sau đó gật đầu, nói. Được rồi, như ngươi nói, kiếm vực của ta vẫn không thể tính là kiếm vực chân chính. Còn kém xa. Kiếm Linh nói. Nhiều lắm chỉ xem như giản giáo. Nhưng trong giàn giáo này không có chứa nội dung thực chất. Kiếm vực chân chính mạnh như thế nào? Dương Diệp hỏi lại. Kiếm Linh ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nói. Trong kiếm vực, người chính là thiên địa, chỉ cần đối thủ không có thực lực nghịch thiên, hắn không có khả năng thắng ngươi. Nói cách khác, kỳ thật, kiếm vực cũng không phải vô địch chân chánh, bởi vì, chỉ cần đối thủ có thực lực nghịch thiên sẽ có thể phá vỡ, đúng không? Dương Diệp hỏi. Vô chi? Kiếm Linh lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói. Trên đời này, không có huyền kỹ tuyệt đối, không có thần thông tuyệt đối, cũng không có vực tuyệt đối. Kiếm vực có mạnh hay không, hoàn toàn nhìn ngươi, bản thân ngươi vượt qua phiến thiên địa này, như vậy thực lực đối thủ có nghịch thiên cũng không thể phá vỡ kiếm vực. Bất kể là huyền kỹ, thần thông hay lực lượng nào khác, chỗ lợi hại chân chính của chúng chính là chủ nhân của chúng. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp gật đầu, nói. Thụ giáo. Ta sẽ cố gắng làm mình mạnh hơn, cũng không đặt hy vọng ký thác vào kiếm vực, bằng không thì, cho dù nắm giữ kiếm vực nhưng bản thân không mạnh cũng chẳng làm được gì. Xem như người tự hiểu đấy mình. Kiếm Linh lườm Dương Diệp, nàng nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Kiếm Linh, hắn lười nói chuyện cùng nàng, hắn ngồi xuống đất, bắt đầu xử lý đám người hỏa linh tộc. Trước kia vì vây khốn đám người hỏa linh tộc, hắn bố trí kết giới thiên cấp, bởi vậy. Tổng cộng tiêu hao gần 5.000 năng lượng thạch siêu phẩm. Việc này làm hắn đau lòng không thôi, nhưng khá tốt, hắn cũng không có thiệt thòi, không chỉ đạt được 10 tên kiếm nô bán thánh, hơn nữa trong đó còn có một cường giả bán thánh trung cấp. Trừ việc này ra, của cải của 11 gã kiếm nô bán thánh cũng bị hắn vơ vét không còn, mà trong đó năng lượng thạch siêu phẩm vượt qua 2 vạn viên, còn có hỏa tinh thạch ngàn. Năm, hắn cũng đạt được 30 viên, trong đó còn có một chút đồ vật thượng vàng hạ cám tăng thêm. Chúng có giá trị hơn 2 vạn năng lượng thạch siêu phẩm. Mùa thu hoạch lớn. Dương Diệp tùy tiện tìm một nơi sau đó luyện chế kiếm nô. Những kiếm nô này rất trọng yếu với hắn. Huyền giả nghịch loại sắp xuất thế. Loạn thế cũng sắp diễn ra. Đến lúc đó muốn sinh tồn trong loạn thế. Như vậy cũng chỉ dựa vào thực lực cường đại. Mà hắn không chỉ có cần có được thực lực cường đại.
còn cần có được thế lực cường đại, bởi vì huyền giả đại lục có rất nhiều người cần hắn bảo hộ. Thánh địa có thể loạn, nhưng huyền giả đại lục không thể loạn. Ngươi nhất định phải mau chóng đạt tới bán thánh. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Linh trầm giọng nói. Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Dương Diệp nhìn Kiếm Linh, sau đó bắt đầu chuyên tâm luyện chế kiếm nô. Ngươi nên hiểu, bất kể là huyền giả nghịch loại hay là thánh địa cũng không phải địch nhân cuối cùng của ngươi. Địch nhân cuối cùng cả ngươi chính là đám người thiên ngoại thiên, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng những người kia sao? Không phải ta đả kích ngươi, bọn họ tùy tiện xuống một người cũng có thể tiêu diệt toàn bộ huyền giả đại lục. Kiếm Linh lạnh lùng nói. Bọn họ dám xuống sao? Dương Diệp suy cười một tiếng, nói. Phiến thế giới này có vô số người, kể cả những huyền giả nghịch loại kia, chỉ cần có bổn nguyên tử khí, như vậy bọn họ lập tức có thể thành thánh, đến lúc đó, hơn vạn cường giả thánh giả cảnh, ta cũng không tin người thiên ngoại thiên không sợ. Sợ cái đầu của ngươi. Đột nhiên Kiếm Linh tức giận nói. Ngươi thật sự là vô tri, ngươi biết thiên ngoại thiên có tình huống như thế nào sao? Ngươi thực cho rằng thánh giả rất lợi hại, lúc trước huyền giả nghịch loại đều là thánh giả, không phải bọn họ đều bị trấn áp tại đây hay sao? Ngươi nói chuyện dễ nghe một chút được không? Dương Diệp hơi bất mãn nói. Kiếm Linh trước kia ôn nhu hơn ngươi nhiều. Ôn nhu. Kiếm Linh hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi nghĩ nhiều. Dương Diệp không nói nhảm với nữ nhân này, hắn tập trung tinh thần để luyện chế kiếm nô. Cứ như vậy, một ngày sau, Dương Diệp có thêm 10 tên kiếm nô bán thánh, tăng thêm kiếm nô vốn có của hắn. Hắn hiện tại có được 21 tên kiếm nô bán thánh, trong đó, 2 gã kiếm nô bán thánh trung cấp. Thế lực như vậy đã có thể quét ngang thế gia vạn năm. Khôi lỗi bán thánh, thật sự làm cho bản tôn cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một âm giọng nói vang lên, Dương Diệp cùng Kiếm Linh biến sắc, quay người nhìn lại, chỉ thấy một trung niên mặc hoa bào xuất hiện sau lưng bọn họ. Ngươi tới bao lâu? Dương Diệp nhìn chằm chằm vào đối phương. Từ khi ngươi bắt đầu luyện chế khôi lỗi khởi thì ta đã tới, bởi vì tò mò, cho nên ta đã đứng xem, không nghĩ tới lại xem cả ngày. Trung niên nói, một ngày, Kiếm Linh và Dương Diệp cảm thấy hoảng hốt. Trung niên khoảng 30 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xám rộng thùng thình, tóc dài tùy ý xõa trên vai, dáng vẻ có phần lười nhác. Nhìn từ ngoài, trung niên cũng không có cái gì đặc biệt, phải nói rất bình thường, phi thường bình thường. Nhưng là cho dù là Kiếm Linh hay Dương Diệp đều như lâm đại địch. Một người như vậy đứng sau lưng bọn họ một ngày, mà bọn họ không phát hiện ra được, đó là khái niệm gì? Đặc biệt là Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp lúc này vô cùng ngưng trọng, bởi vì, hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm như từng cảm nhận trên người Mạc Lão. Thực lực của trung niên trước mặt chắc chắn không kém gì Mạc Lão cùng Lục Đạo. Ngươi là thánh chủ thánh đường. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp âm thầm điều động. 21 kiếm nô bán thánh và trấn giới thạch cũng tùy thời chờ lệnh. Mà lúc này, giọng nói của Kiếm Linh lại vang lên trong đầu của hắn. Không thể triệu hoán kiếm nô, thực lực của người này đã vượt qua bán thánh trung cấp, ngươi triệu hoán kiếm nô ra cũng không làm nên chuyện gì, đợi tí nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Diệp dùng mình, siêu việt bán thánh trung đi cấp, nói cách khác, đối phương có thể là bán thánh cao cấp. Nguy hiểm sâu sắc. Sắc mặt của Dương Diệp ngưng trọng trước nay chưa từng có. Trung niên lắc đầu, nói. Bọn họ cũng gọi ta là Hà Chí Tôn, có lẽ người đã nghe qua. Chí Tôn. Dương Diệp hít sâu một hơi, thánh đường có 3 cường giả tuyệt đỉnh, một là thánh chủ thần bí khó lường, còn 2 chí tôn của thánh đường. Hắn vốn cho rằng 2 chí tôn của thánh đường chỉ là bán thánh trung cấp giống như hỏa linh tộc, nhưng hắn không nghĩ tới, Hà Chí Tôn lại vượt qua bán thánh trung cấp. 2 đại chí tôn đều dưới thánh chủ, như vậy thánh chủ mạnh bao nhiêu? Ánh mắt trung niên nhìn sang Kiếm Linh, nói. Kiếm này chính là mấu chốt trấn áp huyền giả nghịch loại, tuy hôm nay không cần nàng trấn áp huyền giả nghịch loại, nhưng là nàng lại có lực uy hiếp to lớn với huyền giả nghịch loại, cho nên, nàng phải trở về cùng ta. Nghe vậy, sắc mặt Kiếm Linh biến hóa, nàng không nghĩ tới đối phương lại đến vì nàng. Lúc này, ánh mắt trung niên lại nhìn lên người Dương Diệp, nói. Ban đầu chỉ vì nàng, không ngờ ta lại gặp được ngươi. Ngươi chính là Dương Diệp sao? Ta từng nghe nói về người, không nghĩ tới huyền giả đại lục lại có thiên tài như ngươi, ta đi chuyến này lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Hôm nay đã đụng phải,
vậy như vậy ngươi cũng theo ta về thánh đường đi. Đi làm cái gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi, huyền khí trong cơ thể đã sôi trào như nước. Trung niên cười cười, nói. Giết ngươi thì quá đáng tiếc, cho nên, ta quyết định cải tạo ngươi, biến ngươi thành người thánh đường chúng ta. Đương nhiên, nếu như thật sự là không cải tạo được, ngươi sẽ khó thoát cái chết, dù sao, ngươi gây tai họa quá nhiều, có không ít người thánh địa muốn ngươi chết. Trấn áp hắn. Lúc này, đột nhiên Kiếm Linh gào thét. Kiếm Linh nói xong, Dương Diệp đã mượn lực lượng trấn giới thạch, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở giữa sân, trung niên kia hơi cau mày. Mà lúc này, Kiếm Linh bấm kiếm quyết và thì thầm. Kim kiếm hiện, mộc kiếm hiện, thủy kiếm hiện, hỏa kiếm hiện, thổ kiếm hiện. Khi giọng nói của Kiếm Linh vang lên, năm thanh kiếm màu sắc khác nhau bao phủ dưới chân Dương Diệp. Ngũ hành kiếm đột, đột. Kiếm Linh lại quát lớn lần nữa, sau khi chữ độ vang lên, hai người trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó đã xuất hiện cách đó vạn dặm. Ngũ hành kiếm đột. Tại chỗ, trung niên tươi cười, nói. Có chút ý tứ. Nói xong, hắn điểm một ngón tay về phía trước. Bên ngoài vạn dặm, Dương Diệp cùng Kiếm Linh cảm thấy có ngón tay khổng lồ đánh tới, trong ngón tay lực lượng ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố, còn chưa tiếp xúc đến hai người, khí thế kia giống như vô số ngọn núi đè lên thân bọn họ. Không thể lực địch, không thể trốn tránh. Thời khắc mấu chốt, Dương Diệp vung tay phải lên, một tấm phù lục xuất hiện giữa hắn và Kiếm Linh, ngón tay kia điểm lên phù lục. Oanh! Phù lục rung động mạnh, phù lục vừa vỡ nát, Dương Diệp đã phun ra một ngụm tinh huyết. Dương Diệp cảm thấy hoảng hốt, phù lục này chính là thần phù mà Minh Nữ đòi từ thần phù sư, trước kia hắn vẫn không muốn sử dụng, hiện tại không có biện pháp, không thể không dùng. Nếu thần phù đúng như lời của Minh Nữ, nó có thể ngăn cản một nửa công kích từ bất cứ kẻ địch nào. Sau khi ngăn cản một nửa lực công kích, hắn vẫn bị trọng thương, cho dù hắn có mặc man thần giáp nhưng xương cốt trong người sắp vỡ ra, một kích vừa rồi suýt nữa đã giết hắn. Hà Chí Tôn lại khủng bố đến mức tận cùng. Đột. Lúc này, Kiếm Linh vội vàng thi triển ngũ hành kiếm thuẫn lần nữa, hai người biến mất tại chỗ lần nữa. Hai người vừa biến mất, thần phù đã vỡ vụn. Sau khi thần phù vỡ vụn, không gian chung quanh phạm vi thần phù cũng vỡ nát. Thần phù. Cách đó vạn dặm, trong mắt trung niên sinh ra một tia kinh ngạc, nói. Không nghĩ tới thậm chí có thần phù, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Nói xong, người trung niên hướng phía trước đi một bước, lưỡng tức về sau, người trung niên trực tiếp xuất hiện tại Dương Diệp cùng Kiếm Linh lúc trước chỗ vị trí. Ngũ hành kiếm đột, quả thật có chút ý tứ. Nói xong câu này, trung niên lại tiến lên phía trước một bước. Lúc này, Dương Diệp và Kiếm Linh điên cuồng bỏ chạy, không đến 10 giây sau, Kiếm Linh cũng đã thi triển không dưới 15 lần kiếm đột. Dù là như thế, hai người vẫn cảm giác trung niên đang ở sau lưng bọn họ. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, giống như sau một khắc trung niên sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai người căn bản không dám dừng lại, bởi vậy, Kiếm Linh điên cuồng thi triển kiếm đột, mà Dương Diệp không ngừng rót huyền khí vào Kiếm Linh. Hắn vẫn đi theo sau chúng ta, cứ tiếp tục như vậy, cho dù chúng ta không bị hắn giết chết cũng sẽ bị mệt chết. Kiếm Linh vừa thi triển kiếm đột vừa nói. Nếu không, quay trở lại huyền giả đại lục. Dương Diệp đưa ra một đề nghị. Nếu như trở lại huyền giả đại lục, khi đó có Mạc Lão và Lục Đạo, tự nhiên không cần sợ người trung niên này. Tuy người trung niên thực lực mạnh nhưng hắn không cho rằng người trung niên có thể mạnh hơn Mạc Lão cùng Lục Đạo. Không kịp. Kiếm Linh trầm giọng nói. Tốc độ của chúng ta đã chậm lại, mà tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chỉ cần chúng ta dừng lại, tối đa nửa giây sau hắn sẽ xuất hiện bên cạnh chúng ta. Uy, ngươi là nam nhân, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi. Lúc nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Kiếm Linh còn mang theo một tia nộ khí. Ngươi có thể không hung dữ được không? Dương Diệp bất mãn nhìn Kiếm Linh, nữ nhân này có tính tình hung dữ hơn Kiếm Linh lúc trước rất nhiều. Nếu như chúng ta bị bắt trở về, ta sẽ mất đi tự do lần nữa, nhưng ta sẽ không chết. Mà ngươi, ngươi không chỉ mất đi tự do đơn giản như vậy. Chính ngươi nghĩ lại, ngươi trước kia giết bao nhiêu người của Thánh Địa. Bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cho nên, nếu ngươi không muốn chết thì nhanh nghĩ biện pháp đi. Nếu ngươi không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể dùng biện pháp của ta. Kiếm Linh nói. Ngươi có biện pháp gì? Dương Diệp liền vội vàng hỏi.
bỏ ngươi lại và trốn đi. Kiếm Linh lạnh lùng nói. Dương Diệp giật mình, hắn bó tay với Kiếm Linh, nói. Ngươi, ngươi thật vô sỉ. Đừng nói, ta có một biện pháp nhưng không phải biện pháp, đi về bên trái, đi vô danh thành. Vào lúc này hắn nghĩ tới một người, đó là Nhân Nhân. Hắn chưa thấy thấy Nhân Nhân ra tay, nhưng hắn biết rõ, tiểu cô nương kia tuyệt đối là tồn tại khủng bố. Về phần có thể đánh thắng người trung niên này hay không thì hắn cũng không biết, dù sao hắn hiện tại đã không có biện pháp, chỉ có thể chữ ngựa chết thành ngựa sống. Nghe thấy Dương Diệp nói thế, Kiếm Linh không chút do dự cải biến phương hướng, nàng bỏ chạy về hướng vô danh thành. Không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng không muốn bỏ mặc Dương Diệp, dù sao nàng cần kiếm ý cung cấp không ngừng để khôi phục thực lực. Mà chính nàng miễn dịch kiếm ý và kiếm khí, nhưng lại không cách nào có được kiếm ý không ngừng như nhân loại. Vào thời điểm Dương Diệp cùng Kiếm Linh vừa biến mất, nam tử trung niên đã xuất hiện tại vị trí của hai người. Nhìn hướng Dương Diệp cùng Kiếm Linh bỏ chạy, nam tử trung niên nhíu mày, nói. Tội ác chi thành. Do dự một nháy mắt, nam tử trung niên đã bước đi lần nữa. Đi vô danh thành làm cái gì? Kiếm Linh hỏi. Trước kia Dương Diệp đi vô danh thành, khi đó Kiếm Linh đang ở trạng thái hôn mê, bởi vậy, nàng cũng không hiểu biết chuyện trong vô danh thành. Phải nói, Kiếm Linh chỉ có trí nhớ trước khi đến Hỏa Linh tộc, về sau nàng không nhớ gì cả. Đương nhiên phải đi tìm giúp đỡ. Dương Diệp nói. Kiếm Linh liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Hy vọng ngươi tìm giúp đỡ đủ cứng. Nói xong, hai người lại biến mất lần nữa. Rất nhanh, hai người đã tới vô danh thành. Hai người không có trực tiếp bay vào vô danh thành từ không trung, mà là đi cửa chính, bởi vì theo lời Kiếm Linh nói, trên không vô danh thành có một đại trận kia rất mạnh, cho dù là nàng cũng không dám xông vào. Hai người vừa mới tiến vào vô danh thành, một nam tử mập mạp đã ngăn cản hai người, nam tử mập mạp cầm hai cây búa và nhìn chằm chằm vào hai người Dương Diệp nói. Cây này ta trồng, đường này ta mở, muốn vào thành phải lưu lại. Cút con mẹ mày đi. Dương Diệp không có thời gian lải nhải với tên mập này. Hắn tiện tay đánh ra một quyền, lực lượng cường đại đánh tên mập bay ra xa. Hai người nhanh chóng biến mất tại chỗ. Hai người bay nhanh về hướng Dương Diệp chỉ dẫn, đó là hướng phủ đồ tháp. Hỗn đản! Nam tử mập mạp bò dậy từ đống phế tích, nhưng hắn hiện tại không phát hiện bóng người nào. Đúng lúc này, một người trung niên xuất hiện ở cửa ra vào. Nhìn thấy người trung niên kia. Mập mạp cho rằng đối phương là đồng bạn của hai người lúc trước, hắn đã giận tím mặt, thân hình khẽ động xuất hiện trước mặt nam tử trung niên, hai cây búa trong tay chém tới, nhưng hai cây búa của hắn dừng lại trước mặt nam tử trung niên 10 tấc. Mập mạp tức giận nói, búa của lão tử đã đói khát. Nam tử trung niên nhìn nam tử mập mạp, sau đó hắn đạp thẳng vào mặt tên mập mạp kia. Loảng xoảng, hai cây búa của mập mạp rơi xuống mặt đất, lúc này. Trên mặt hắn chỉ còn lại mồ hôi lạnh, trong mắt còn mang theo hoảng sợ không nhỏ. Hắn có thực lực hoàng giả cảnh cửu phẩm, có thể tăng lên cảnh giới này, hắn tuyệt đối không phải người ngu xuẩn, đối phương lúc trước chỉ nhìn hắn một cái đã làm thần hồn của hắn run rẩy. Sau khi đối phương đạp vào mặt hắn và biến mất tại chỗ, hắn biết rõ, người trung niên này còn khủng bố hơn người trẻ tuổi lúc nãy. Không, còn khủng bố hơn cả lão đại của hắn. Khốn kiếp, không làm, không làm. Mập mạp không cần cả búa của mình, hắn trực tiếp quay người bỏ chạy. Dương Diệp và Kiếm Linh đi vào phù đồ tháp, hai người vừa mới dừng lại trước phù đồ tháp, nam tử trung niên đã xuất hiện phía sau hai người. Dương Diệp biến sắc, vội vàng đến. Nhân Nhân, ta mang đồ ăn tới cho ngươi đây. Thực sao? Một giọng nói mang theo vui sướng vang lên, lúc này Nhân Nhân xuất hiện trước mặt Dương Diệp cùng Kiếm Linh. Kiếm Linh có thể nhìn thấy Nhân Nhân. Bởi vì nàng không phải người, chính bởi vì có thể nhìn thấy, sắc mặt của Kiếm Linh lúc này cực kỳ ngưng trọng, thậm chí, trong mắt nàng còn có thần thái kiêng kỵ nồng đậm. Nhìn thấy Nhân Nhân, trong nội tâm Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó vội vàng mang theo Kiếm Linh đi tới trước mặt của Nhân Nhân, nói. Nhân Nhân, ngươi giúp ca ca được không? Nói xong, hắn chỉ vào người trung niên đứng xa xa, nói. Gia hỏa này đuổi giết ca ca rất lâu, ca ca đánh không lại hắn. Người giúp ta đánh hắn được không? Nhân Nhân nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn về phía người trung niên, nói. Hắn không nhìn thấy ta. Lúc này, nam tử trung niên cau mày, bởi vì hắn thấy Dương Diệp đang nói chuyện với không khí. Rất nhanh,
nam tử trung niên đưa hai ngón tay đảo qua mắt mình, lúc này, hắn nhìn thấy tiểu nữ hài đứng bên cạnh Dương Diệp. Hắn nhìn thấy ta, Nhân Nhân lại nói. Dương Diệp không nói thành lời, người trung niên này thuộc về loại người có thực lực cường đại. Thiên ngoại thiên, nam tử trung niên nhìn Nhân Nhân nửa ngày, sau đó nói ra một câu như thế. Nhân Nhân nhìn người trung niên, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ca ca, ngươi không thể hãm hại ta như thế. Nhân Nhân thấy hắn lợi hại như vậy, Nhân Nhân không thể ăn hắn. Dương Diệp dựng thẳng một đầu ngón tay, nói. Một vạn khối năng lượng thạch siêu phẩm, Nhân Nhân, giúp ta đuổi hắn đi, như thế nào? Nhân Nhân chớp mắt mấy cái, trong ánh mắt còn sinh ra một tia hưng phấn. Nhưng rất nhanh, nàng lại lắc đầu, nói. Hắn rất lợi hại, hơn nữa, Nhân Nhân không có tay, Nhân Nhân sẽ bị hắn khi dễ. Dương Diệp dựng thêm hai ngón tay, nói. Nhân Nhân, đây là tất cả gia sản của ca ca. Nếu ngươi không muốn hỗ trợ, vậy ngươi ăn ta đi, chết trong tay ngươi còn hơn bị hắn tra tấn. Thành giao. Trong mắt Nhân Nhân hiện ra một tia giảo hoạt. Nghe vậy, Dương Diệp giật mình, tiểu cô nương này không chỉ là ăn hàng, còn là cái hố hại người. Ta cho ngươi 3 vạn khối năng lượng thạch siêu phẩm, hắn, ta mang đi. Nam tử trung niên nói. Dương Diệp cảm thấy căng thẳng, nhìn về phía Nhân Nhân, sau đó hắn cười nói. Ngươi cho ta 3 vạn tảng đá, ta để ngươi đi, được không? Nam tử trung niên nói. Ta không muốn động thủ với các ngươi nhưng không có nghĩa ta sợ các ngươi. Nói xong, nam tử trung niên bấm tay điểm một cái, không gian trước mặt Nhân Nhân vỡ ra, sau đó trung niên xuất chỉ điểm về phía Nhân Nhân. Dương Diệp cùng Kiếm Linh kinh hãi, chỉ thấy Nhân Nhân mở cái miệng nhỏ nhắn ra, nhưng thời khắc nàng mở miệng ra, một cái miệng khổng lồ xuất hiện trước mặt Nhân Nhân, cái miệng khổng lồ trực tiếp cắn nuốt ngón tay sạch sẽ, Nhân Nhân khép miệng lại, cái miệng khổng lồ cũng biến mất. Trong mắt nàng chỉ có tham lam. Dương Diệp cùng Kiếm Linh khiếp sợ, hiện tại, rốt cuộc hắn đã biết Nhân Nhân đáng sợ. Bởi vì, một ngón tay của nam tử trung niên lúc trước suýt miểu sát hắn và Kiếm Linh. Mà bây giờ lại bị Nhân Nhân ngăn cản dễ dàng. Lúc này Dương Diệp cảm giác rất may mắn lúc trước không có động thủ với Nhân Nhân, bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có cảm thụ tốt hơn trước bởi vì bị tiểu cô nương này ăn cướp cũng không mất mặt. Ta rất tức giận. Nhân Nhân đi lên 2 bước, nhưng 2 bước này lại làm toàn bộ Vô Danh Thành rung động mạnh giống như động đất. Hiện tại, tất cả người trong Vô Danh Thành đều khiếp sợ, ánh mắt các lộ cường giả đều nhìn về hướng Phù Đồ Tháp. Nhân Nhân vừa mở miệng ra, cùng lúc đó, một cái miệng khổng lồ còn lớn hơn lần trước vài lần xuất hiện, lúc cái miệng khổng lồ xuất hiện trên không trung. Cả bầu trời cũng ảm đạm lu mờ giống như thiên địa cũng sợ cái miệng của nàng. Nhân Nhân tiến lên phía trước 1 bước. Phanh! Mặt đất xuất hiện vết rạn nứt, vô số cánh tay thô to xuất hiện, mãi cho đến cuối tầm mắt của Dương Diệp cùng Kiếm Linh vẫn chưa biến mất. Không chung, cái miệng khổng lồ kia cắn người trung niên, hiện tại mọi người có cảm giác cái miệng kia không phải ăn người trung niên, mà là muốn ăn tươi hơn này cả tòa Vô Danh Thành. Nhìn cái miệng khổng lồ cắn tới. Trong mắt người trung niên sinh ra thần thái ngưng trọng, hai tay giơ lên và xuất ra 2 trường, 2 đạo trường ấn năng lượng to lớn đánh tới, trường ấn năng lượng này khác với trường ấn mà Dương Diệp nhìn thấy, khi trường ấn đánh tới còn tạo thành một cái hình tròn, điều đó chứng tỏ trong 2 đạo trường ấn ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn. Oanh! Cái miệng khổng lồ va chạm với trường ấn, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng toàn bộ Vô Danh Thành. Cái miệng khổng lồ và 2 trường đã tan vỡ ngay lập tức. Vô số khí lãng dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy khuếch tán ra chung quanh, những nơi khí lãng đi qua, không gian đã bị xé nát, từng vết nứt không gian xuất hiện trên bầu trời. Kiếp ngục chỉ. Đúng lúc này, người trung niên quát lớn, 10 ngón tay xuất hiện trước mặt Nhân Nhân, 10 ngón tay này không chỉ công kích Nhân Nhân, 10 ngón tay còn biến thành màu vàng to lớn 100 trượng. Xé rách. Nhân Nhân quát lớn, đón lấy, không gian trước mặt nàng vặn vẹo giống như bị thần binh lợi khí cắt qua. Toàn bộ không gian trước mặt nàng đều bị xé nát. Xuy 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 xuy. Ngón tay màu vàng chưa tới trước mặt Nhân Nhân thì bị không gian trước mặt nàng xoắn nát. Nam tử trung niên không tiếp tục ra tay, hắn chỉ nhìn Nhân Nhân, mà Nhân Nhân cũng không há miệng lần nữa, đồng thời cũng nhìn nam tử trung niên. Lúc này trên mặt Nhân Nhân không còn nụ cười hay thần thái ngây thơ, nếu có, chỉ có lạnh như băng cùng sát ý vô tận.
hôm nay ta phải mang bọn họ đi. Người trung niên tiến lên phía trước, khi người trung niên tiến lên một bước, đám người Dương Diệp kinh hãi phát hiện, không gian phạm vi mấy trăm dặm đã rung động mạnh, cùng lúc đó, khi người trung niên tiến lên, linh khí phạm vi ngàn dặm đều bị rút sạch. Ca ca, số đá kia quá ít, có thể cho thêm hay không? Bỗng nhiên Nhân Nhân quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng cười ngọt ngào và hỏi. Bao nhiêu cũng có thể. Dương Diệp trầm giọng nói. Nhưng ta phải thiếu nợ trước, bởi vì trên người ta không có nhiều như vậy. Tốt. Nhân Nhân cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía người trung niên kia, nói. Ta, ăn ngươi. Trong chốc lát, cả thiên địa như tối lại, đám người Dương Diệp cảm thấy hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái miệng khổng lồ bao phủ không trung vô danh thành. Cái miệng quá lớn, phi thường lớn. Dương Diệp cùng Kiếm Linh cũng không nhìn thấy điểm cuối của cái miệng này. Giống. Đột nhiên vô danh thành rung rung, vô số kiến trúc lập tức hóa thành cho tàn. Tất cả cường giả trong vô danh thành hoảng hốt, vô số người điên cuồng bỏ chạy ra khỏi thành. Dương Diệp cùng Kiếm Linh kinh hãi nhìn tất cả, lúc này nội tâm Dương Diệp khiếp sợ đến tột đỉnh, hắn không nghĩ tới, thực lực Nhân Nhân lại mạnh tới mức này. Lúc này, đột nhiên hắn nhớ tới câu nói của Nhân Nhân lúc trước. Khi đó hắn hỏi nàng lợi hại bao nhiêu, mà Nhân Nhân lúc ấy nói nàng có thể ăn tươi cả tòa thành, khi đó hắn còn cho rằng nàng đang nói đùa. Hiện tại, sự thật nói cho hắn biết, nàng không phải đang nói đùa, nàng thật sự có thể đủ ăn tươi cả tòa vô danh thành. Lúc này, Dương Diệp tại cảm thấy thực lực của mình quá yếu, nhưng lại không phải yếu bình thường. Ít nhất, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của người trung niên này cùng Nhân Nhân. Hắn vốn cho rằng mình chạm tới đỉnh phong của thế giới này, hiện tại nhìn thấy hai người giao thủ, hắn mới phát hiện, cũng mới hiểu được, thì ra hắn còn kém xa lắm. Đừng nói thiên ngoại thiên, trong thế giới này có rất nhiều người mạnh hơn hẳn. Nhìn thấy cái miệng to lớn kia, trong mắt người trung niên sinh ra một tia dữ tợn, hai tay vươn sang hai bên, hai tay của hắn sinh ra năng lượng chấn động mạnh. Khi những năng lượng chấn động kia truyền ra, không gian chung quanh bắt đầu nhấp nhô giống như nước biển phập phồng thanh thế, như vậy làm cho người ta sợ hãi không nhỏ. Càn khôn tạo hóa. Người trung niên quát lớn. Đánh không được. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Linh trầm giọng nói. Dương Diệp gật gật đầu, bất kể là Nhân Nhân hay người trung niên kia, hai người này bộc phát lực lượng có thể tiêu diệt vô danh thành. Khi lực lượng cả hai cùng xuất hiện, hoàn toàn có thể đánh vô danh thành thành bột mịn. Bên trong vô danh thành còn có cường giả khác. Quả nhiên, thời điểm người trung niên cùng tiểu nữ hài sắp hủy diệt vô danh thành, một lão giả mù xuất hiện trước mặt tiểu nữ hài. Nhà đầu, thu tay lại, bằng không vô danh thành sẽ bị hủy. Lão giả mù nói. Hắn khi dễ ta. Nhân Nhân nói. Lão giả mù khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía người trung niên, nói. Hà Chí Tôn. Không biết ước định của thánh chủ các ngươi và vô danh thành chúng ta còn hiệu lực không? Nếu như không tính toán gì hết, hôm nay Hà Chí Tôn phải lưu lại ít đồ. Nếu như vẫn còn, Hà Chí Tôn rời đi thôi, chuyện giữa người đi và Nhân Nhân chỉ là luận bàn mà thôi. Hai người kia là người thánh đường ta muốn. Người trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng Kiếm Linh, nói. Ngươi không nên cho bọn họ tiến vào vô danh thành. Lão giả mù nói. Bọn họ không có tác dụng gì với ngươi. Người trung niên nhìn thẳng lão giả. Lão giả mù lắc đầu, nói. Nếu nha đầu muốn bảo vệ bọn họ, như vậy bọn họ là người vô danh thành chúng ta, Hà Chí Tôn, đi thôi. Nếu như ngươi muốn bắt người, thứ cho ta nói thẳng, lực lượng của ngươi chưa đủ. Người trung niên gật đầu, nói. Ta hiểu, yên tâm, ta lại đến đây, tin tưởng ta, các ngươi sẽ không thể ngăn cản. Nói xong. Người trung niên quay người bước ra một bước, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Người trung niên đi rồi, vô danh thành lập tức bình tĩnh trở lại, Nhân Nhân cũng thu hồi cái miệng khổng lồ. Lão giả mù nhìn sang Dương Diệp, nói. Một đêm, sau đêm nay các ngươi phải rời khỏi vô danh thành, nếu như không đi, ta sẽ ném các ngươi ra ngoài. Mù lòa ra ra. Nhân Nhân muốn nói cái gì, nhưng lão giả mù lại lắc đầu, nói. Nhà đầu. Ta xem mặt mũi của ngươi mới không thỏa hiệp với Hà Chí Tôn. Vô danh thành chúng ta không tham dự vào chuyện bên ngoài vô danh thành, lúc này đã xem như phá hư quy củ. Nói xong, lão giả mù biến mất. Nhân Nhân quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Thật có lỗi, các ngươi thực sự phải đi,
bởi vì bọn họ có ước định với thánh địa, không thể nhúng tay vào chuyện bên ngoài Vô Danh Thành, mà thánh địa cũng không thể nhúng tay vào chuyện của Vô Danh Thành chúng ta, mà các ngươi không thuộc về Vô Danh Thành. Hơn nữa, nghe nói có rất nhiều bại hoại sắp đi ra, cho nên, Mù Lòa Gia Gia không muốn xung đột với người bên ngoài. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta hiểu, Nhân Nhân, lúc này phải đa tạ ngươi. Nói xong, Dương Diệp nhìn sang bốn phía, nói. Nhân Nhân, mang bọn ta đi nơi an tĩnh nhất được không? Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nhân Nhân nháy mắt mấy cái, sau đó gật đầu. Trong phù đồ tháp, Dương Diệp cùng Kiếm Linh vừa đi vào gian phòng của Nhân Nhân, Kiếm Linh đã ngã xuống, Dương Diệp kinh hãi vội vàng đỡ lấy Kiếm Linh, nói. Ngươi như thế nào? Nàng nhất đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Nhân Nhân nói. Dương Diệp tỉnh ngộ, hắn suýt nữa quên Kiếm Linh mang theo hắn đã thi triển mấy trăm lần ngũ hành kiếm độn. Điên cuồng tiêu hao như thế, cho dù là hai cường giả bán thánh cũng không chịu nổi. Ta nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì. Kiếm Linh nói xong câu này đã khôi phục thành cổ sao và kiếm động bên hông Dương Diệp. Ca ca, ngươi muốn hỏi điều gì? Nhân Nhân ngồi trên giường, hai chân không ngừng đong đưa. Dương Diệp quét mắt một vòng bốn phía, phát hiện gian phòng của Nhân Nhân rất đơn giản, không có cái gì, chỉ có một cái giường lớn, trên giường trừ bút bê vải rách tung tóe ra, cũng không có cái gì khác. Nghĩ đến câu nói của Minh Nữ, người thiên ngoại thiên tới, phần lớn đều là người có thân thế đáng buồn. Dương Diệp cảm thấy mũi chua chua. Hắn không biết tiểu cô nương Nhân Nhân đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, nàng nhất định không sống khá giả. Dương Diệp đi đến bên cạnh Nhân Nhân, sau đó ngồi bên cạnh Nhân Nhân, hắn nhìn hai ống tay áo trống rỗng của Nhân Nhân, nói. Nhân Nhân, dùng thực lực của ngươi, nhất định có thể đoạn chi trọng sinh, vì cái gì ngươi không khôi phục cánh tay của mình. Nghe vậy, trong mắt Nhân Nhân có một tia ảm đạm, nàng lắc đầu, nói. Vô dụng, cánh tay của Nhân Nhân bị người phi thường lợi hại chặt xuống, lực lượng chém tay ta vượt qua pháp tắc thế giới này, cho nên, Nhân Nhân căn bản không có biện pháp mọc ra cánh tay. Trừ phi có thứ chữa thương vượt qua pháp tắc của thế giới này, bằng không thì, Nhân Nhân chỉ có trở lại phía trên mới có thể khôi phục. Thế nhưng mà Nhân Nhân không muốn trở về. Vì cái gì? Dương Diệp hơi tò mò, bởi vì với tất cả người, kể cả thánh địa hay là huyền giả nghịch loại, mục tiêu cuối cùng chính là trở lại thiên ngoại thiên, bởi vì chỉ có đi thiên ngoại thiên, bọn họ mới có thể đạt được bổn nguyên tử khí, cũng chỉ có đạt được bổn nguyên tử khí, bọn họ mới có thể đột phá chính mình, trở thành thánh giá chính thức. Nhân Nhân cúi đầu, trầm ngâm sau nửa ngày, mới nói. Phía trên có rất nhiều người xấu, mẫu thân của Nhân Nhân đã bị bọn họ giết, bọn họ còn chặt cánh tay của Nhân Nhân xuống, sau đó ném Nhân Nhân đến thế giới này, các nàng còn mắng Nhân Nhân là tiện chủng. Nói mẫu thân Nhân Nhân không biết xấu hổ. Thế nhưng mà mẫu thân Nhân Nhân là người tốt. Tại sao các nàng phải đối xử với mẫu thân như thế? Tại sao lại đối xử với Nhân Nhân như vậy? Vì cái gì? Nói xong lời cuối cùng, trong người Nhân Nhân tuôn ra sát khí và oán khí nồng đậm. Cùng lúc đó, không gian chung quanh Nhân Nhân lại rung động như sắp nghiền nát. Dương Diệp kinh hãi, vội vàng nói. Nhân Nhân, ngươi tỉnh táo một chút. Đừng xúc động. Thật lâu, cảm xúc của Nhân Nhân mới bình tĩnh trở lại, nhưng nàng không nói lời nào, chỉ cúi đầu. Dương Diệp thấp giọng thở dài, ngồi bên cạnh Nhân Nhân, đâu dự một chút, sau đó nói. Nhân Nhân, có lẽ ta có thể giúp ngươi khôi phục cánh tay, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể nói cho bất cứ kẻ nào, được khơ dông. Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, thật lâu nàng mới nói. Thực sao? Trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Nhưng ngươi cũng không thể nói cho người khác biết, bằng không ca ca sẽ bị người khác đuổi giết đến chết. Nhân Nhân gật đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay đặt lên hai vai của Nhân Nhân, sau đó truyền hồng mông tử khí vào trong người của Nhân Nhân. Hồng mông tử khí là năng lượng gì? Không hề nghi ngờ, năng lượng tuyệt đối đã siêu thoát pháp tắc thế giới này. Có thể làm cho cường giả bán thánh thành thánh, muốn giúp Nhân Nhân mọc ra hai tay, Dương Diệp cảm thấy không có gì khó. Đương nhiên, làm như vậy không phải không có nguy hiểm, bởi vì nếu như Nhân Nhân sinh lòng xấu xa, hoặc là bán đứng hắn, như vậy hắn sẽ chết. Dương Diệp biết, chính mình lần hơi xúc động, nhưng sau khi nhìn thấy Nhân Nhân lúc trước, hắn đã không do dự nữa. Còn nữa, lúc trước Nhân Nhân tương trợ hắn,
tình cảm này không thể không trả. Hơn nữa chỉ cần Nhân Nhân lúc trước gật đầu là nhận được 3 vạn năng lượng thạch siêu phẩm từ người trung niên kia, nhưng nàng không có, mà là lựa chọn cự tuyệt. Đây là nguyên nhân chủ yếu hắn quyết định tương trợ nàng. Sau khi tử khí tiến vào cơ thể Nhân Nhân, đôi mắt của Nhân Nhân mở to, trong mắt nàng có khiếp sợ, có hưng phấn, kích động. Nhưng đúng lúc này, trong hai tay của Nhân Nhân sinh ra lực lượng khổng lồ phản kháng đôi tay của Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, hắn còn chưa kịp thu tay lại, thân thể của hắn đã bắn ra xa, cuối cùng hắn đụng vào vách tường gian phòng. Đồng tử của Nhân Nhân co rụt lại, nàng lập tức xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Ca ca, không, không phải ta, không phải ta. Nàng muốn giải thích, nhưng nàng lại không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng nàng lại khóc. Dương Diệp phun ra hai ngụm máu tươi, sau đó hắn đứng lên lau nước mắt của Nhân Nhân, nói. Đừng khóc, ta biết không phải do ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía cánh tay Nhân Nhân, nói. Đó là lực lượng của người chặt tay ngươi lưu lại. Nói đến đây, trong mắt Dương Diệp sinh ra ngưng trọng chưa từng có. Chỉ là lực lượng còn sót lại đã làm hắn không thể hoàn thủ. Người thiên ngoại thiên mạnh như thế nào? Còn lão nhân trong Hồng Mông Tháp là thế nào? Lắc đầu, Dương Diệp cúi đầu nhìn Nhân Nhân, lúc này, trên mặt Nhân Nhân đã nở nụ cười, nói. Ca ca tin tưởng ta là tốt rồi. Dương Diệp cảm thấy ấm áp, sau đó hai tay hắn lại đặt lên hai vai của Nhân Nhân, nói. Lúc này đã không còn vấn đề gì nữa, đợi tí nữa ta truyền thâu năng lượng vào trong người của ngươi, ngươi lợi dụng năng lượng của ta khôi phục hai tay, biết không? Nhân Nhân gật đầu, thấy thế, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp lại rót vào người Nhân Nhân. Khi tử khí của Dương Diệp rót vào cơ thể Nhân Nhân, dần dần, hai tay Nhân Nhân bắt đầu mọc dài ra, trên gương mặt nhỏ nhắn của Nhân Nhân sinh ra thần thái hưng phấn. Qua nửa canh giờ sau, Dương Diệp thu tay lại, sau đó hắn cười nói. Tốt, ngươi động thử xem. Lúc này, hai tay áo trống rỗng của Nhân Nhân đã mọc ra đôi tay. Nhân Nhân kích động nhìn hai tay của mình, rất nhỏ, rất trắng, hiển nhiên, nàng vẫn chưa thích ứng lắm, sau đó ngón tay chuyển động nhẹ nhàng, nàng sợ động tác hơi mạnh sẽ làm mình không có tay. Tay ta, tay ta. Nhân Nhân nhìn hai tay của mình, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài, trên mặt nàng chỉ còn lại nụ cười vui vẻ hưng phấn. Nàng vỗ nhẹ đôi tay vào nhau, đến cuối cùng, hai tay không ngừng đong đưa, nàng không ngừng sờ lên người mình. Hưng phấn rất lâu. Nhân Nhân mới dừng lại, sau đó nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, ôm lấy Dương Diệp nói. Ca ca, người cho Nhân Nhân năng lượng kia là bổn nguyên tử khí, đúng không? Thân thể Dương Diệp cứng đờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.